thật vui và hạnh phúc khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong câu chuyện ngắn đời thực đầy cảm xúc và ý nghĩa hôm nay trên kênh YouTube Chuyện xóm cụ. Tôi vừa kết thúc một ngày làm việc, chuẩn bị trở về nhà thì nhận được một cuộc điện thoại. Alo mì ơi bà đi làm về chưa ừ tôi đang chuẩn bị về đây sao thế hôm nay tự dưng gọi giờ này có việc gì à à ừ bà có thể cho tôi mượn ít tiền được không tôi đang có việc cần gấp ít bữa nữa tôi trả bà được chứ bà cần bao nhiêu lát tôi đi làm về tiện đường tôi mang sang cho cuộc điện thoại là của hiền cô bạn thân của tôi ngắt điện thoại tôi nhanh chóng thu dọn bàn làm việc rồi xách túi ra về trên đường đi nhớ lại giọng nói ngập ngừng và thái độ hơi khác lạ của hiền tôi bất giác đi nhanh hơn tới nhà của cô ấy vừa dừng xe ở cổng nhà hiền tôi đã nghe thấy một loạt âm thanh chát chúa ồn ào phía bên trong tiếng đổ vỡ Tiếng đồ vật bị đập phá và cả tiếng rên đau đớn của cô bạn tôi. Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, khóa cổ xe rồi đẩy cổng bước nhanh vào trong. Đập vào mắt tôi là cả một khoảng sân lộn xộn những quần áo. Song nổi, bát đĩa vứt trong trơ hỗn độn, thức ăn thừa cũng rơi vãi đầy trên đất, xen lẫn là những mảnh sứ vỡ của bát đĩa. Bạn tôi đang bị chồng của mình lôi sành sạch trên mặt đất kéo ra khỏi bếp hắn ta thô lỗ đẩy hiền ngã xuống đất liên tục tay thì đấm chân thì đá vào người cô ấy hiền ôm đầu chịu đựng trong im lặng thi thoảng mới phát ra mấy tiếng rên khe khẽ tôi thấy trong sân còn có mấy người bố chồng anh chồng và cả con trai của hiền đều ở đó vậy nhưng tuyệt nhiên không ai lên tiếng hay đứng ra bảo vệ cô ấy long gã chồng của Hiền vừa đánh, vừa tức giận mắng. Tao cho mày cãi này, chỉ có một con gà thôi, mà mày cũng phải làm ầm lên với anh tao. Có mất mặt không cơ chứ, cái đồ ích kỷ. Người một nhà với nhau mà mày còn tính toán chi ly, mày bôi cho chát chấu lên mặt thằng này rồi đấy có biết không hả? Con gà đấy tôi bán cho người ta để lấy tiền đóng học cho thằng An rồi. Anh của anh không hỏi han gì, lẻn vào chuồng bắt gà của tôi. Đó là ăn trộm. Tôi kêu lên thì có gì là sai. Mà lúc đó, anh ta đội mũ lụp sụp. Tôi cũng đâu có nhận ra là ai. Hai tay hiền giữ mái tóc đang bị lòng kéo cho khỏi đau. Đầu tóc của cô bị chồng túm lấy. Dối tung. Cả người bẩn thỉu nhếch nhác. Mắt thường cũng có thể thấy từng mảng xanh tím trên khuôn mặt của Hiền tác giả của những vết thương ấy không cần hỏi cũng biết là ai làm hiền vừa phản bác lại một câu long lại gầm lên giận dữ mày còn già mồm à một con gà thì đáng bao nhiêu tiền chứ mà anh tao đã bảo là mượn tạm sau anh ấy sẽ trả rồi vậy mà mày còn không chịu chỉ tại mày kêu lên làm hàng xóm láng giềng đều biết bảo anh ấy biết giấu mặt đi đâu hả khiến loại đàn bà độc ác này. Tao phải dạy cho mày một bài học. Nói rồi. Hắn lại tiếp tục giơ tay lên, định dán tiếp một cái tát xuống mặt của Hiền. Tôi chạy tới, vớ được cái chổi bên cạnh cổng ném vào người gã. Tôi chen lên, đẩy gã ra. Tên khốn nạn, anh mau dừng tay lại cho tôi. Lúc này mọi người trong sân đều nhìn sang tôi bố chồng của Hiền đùng đỉnh đứng dậy, bĩu môi. Ái trà, lại còn gọi cứu viện đến cơ đấy. Định vạch áo cho người xem lưng đây mà. Tôi không thèm để ý đến mấy lời nói móc của ông ta. Cúi xuống, đỡ bạn tôi dậy. Hiền, mày không sao chứ? Cô ấy run rẩy, dựa vào người tôi, đau đến không đứng vững được tôi phải đưa tay ra đỡ Hiền mới miễn cưỡng không ngã xuống. Chồng của Hiền chỉ vào tôi, hét lên. Đây là việc nhà tôi, ở đây không có phần cho cô lên tiếng. Câm miệng vào và xin mời về cho. Hắn giơ tay định kéo tôi ra, hay định đánh tôi thì không rõ. Nhưng tay gã chưa kịp động vào người của tôi, đã bị tôi đẩy cho một cái, khiến cho hắn ta loạn choạng. Lúc này bố của hắn ta cũng lên tiếng. Cô làm cái gì đấy? Việc nhà tôi. Ai mượn cô xía vào? Sao lại ra tay đánh người vậy chứ? Anh trai của Long cũng đứng ra bênh vực hắn. Cô là ai mà lại đến nhà người ta? Rồi còn dở trò bạo lực thế hả? Hừ, một nhà rắn chuột. Tôi mới chỉ đẩy con trai của ông ấy một cái. Vậy mà ông ta đã kêu là đánh người vừa nãy bạn tôi bị đánh cho lăn lê bỏ toài thì sao không thấy ai lên tiếng bênh vực hả mới có đẩy nhẹ đã gọi là bạo lực vậy thì khi em trai anh ta đánh bạn tôi được gọi là cái gì tôi bình tĩnh đẩy kính dâm lên trên đầu lớn tiếng nói việc nhà bác nhưng bạo lực gia đình là phạm pháp bác là bố mà không ngăn cản con mình được coi là đồng lõa đấy có biết không hả ông ta cau có nhìn tôi lên giọng dạy dỗ nhà cô dạy cô ăn nói với người lớn tuổi thế à có biết kính trọng người già không thế tôi cười khẩy một tiếng hừ việc bố mẹ tôi dạy dỗ tôi thế nào không đến lượt bác quan tâm tôi đương nhiên biết kính trên nhường dưới nhưng còn phải xem người bể trên ấy có đáng được kính trọng hay không nữa bác tự sờ tay lên ngực mà ngẫm xem Bác có đáng mặt bể trên hay không? Tôi liếc ánh mắt sắc lẻm về phía mấy người họ. Tiếp tục nói. Còn anh kia, anh gọi cái đẩy của tôi là bạo lực. Thế em trai anh đánh bạn tôi thành thế này gọi là gì hả? Mắt các người bị mù, tai các người bị điếc à? Con kia, mày chửi ai mù ai điếc hả? Ông lại xé miệng mày ra bây giờ. Anh trai long sông lên sắn tay áo như thể sẵn sàng nhảy vào cho tôi một trận nhưng tôi chẳng sợ hai tay chống nạnh hất hàm thách thức hắn anh có giỏi thì nhảy vào đây xem ai làm gì ai nào tôi nói sai à không mù không điếc mà đứng nhìn một thằng đàn ông đánh một người đàn bà ra nông nỗi này mà không ai thèm can ngăn tôi tức tối chỉ thẳng tay vào mặt gã mà nói à tôi còn nghe được lý do kê hiền bị đánh là vì nó bắt tại trận anh đang ăn cắp hả cái loại anh chồng sức dài vai rộng như thế kia mà còn định vào ăn trộm của em mình cái thứ như anh mà còn dám ngoạc mồm ra dọa dẫm tôi à ơ ờ, con khốn mày bảo ai ăn cắp hả bố chồng của hiền cũng sừng sổ lên hai tay chỉ trỏ chửi bới tôi cô là cái thá gì mà đến đây nói con trai ông hả cút cút ngay không ông xé mồm mày ra bây giờ cả tên long cũng xông đến mồm năm miệng mười nước bọt bắn tung tóe này này tôi nhường cô rồi nhé đừng có mà không biết điều khôn hồn thì biến đi cô tưởng mình là ai mà đứng đấy chửi người nhà tôi hả đừng để thằng này điên lên thì đừng có mà trách hắn nói dứt câu, lại định đẩy tôi ra để túm lấy hiền. Đời nào tôi để cho hắn được như ý, tôi dịch người, chắn trước mặt hiền. Một tay túm lấy cánh tay long vừa chạm vào người tôi, xoay tay, vặn ngược tay hắn lại, khiến cho long kêu lên oai oái. Tôi hất mái tóc xóa xuống bên mặt, khinh thường nói. Nào cả nhà anh định làm gì? tôi thách các người dám động đến một cọng lông của tôi đấy có tin tôi cho cả ba bố con nhà anh lên phường uống nước trẻ không hả nói xong tôi thả tay long ra đẩy một cái khiến hắn ngã rúi về phía trước tư thế như chó ăn phân trông thật nực cười tôi vỗ hai bàn tay vào nhau để phủi bụi thật không uổng công tôi đi học tây côn đô bấy lâu nay tôi rút điện thoại từ trong túi ra chụp liên tiếp mấy tấm ảnh quay cả video hiện trường xung quanh rồi hài lòng cất máy vào túi làm xong tất cả tôi nâng hiền đứng dậy từ trên đất nhìn lần lượt từng người tuyên bố bây giờ tôi sẽ đưa hiền đi tôi đã chụp ảnh và quay lại video làm bằng chứng các người cứ đợi đấy cho tôi liếc thấy ba con người kia có ý muốn ngăn cản mình tôi đe dọa các người ai muốn ngăn cản thì cứ thử xem. Đừng trách tôi ra tay độc ác. Tôi có đai đen tây côn đô đấy. Ai muốn thử nếm mùi thì cứ tiến lên. Nghe vậy, không ai dám đi lên ngăn cản tôi nữa. Tôi hử mũi khinh thường. Dìu hiền tập tĩnh từng bước, chậm chậm đi ra ngoài. Khi sắp ra đến cổng, thằng An, con trai của hiền bỗng lên tiếng. Tốt nhất mẹ nên xin lỗi bố và ông nội đi, yên ổn ở lại trong nhà không phải là xong rồi sao? Mẹ mà theo cô Mi đi bây giờ, trốn được một ngày chứ mấy, đến khi về người ăn khổ vẫn là mẹ thôi. Mẹ cứ nghĩ cho kỹ." Nó nói một cách rừng rừng, còn kèm theo một tiếng hừ mũi không kiên nhẫn. Cả tôi và Hiền đều sững sờ trước câu nói như lẽ hiển nhiên của thằng bé. Tôi thực sự sốc trước câu nói của nó. Thằng con trai rứt ruột đẻ già. Tại sao lại có thể vô cảm với mẹ đẻ của mình như vậy chứ? Nhớ lại, chính vì sự xuất hiện của nó, tương lai của mẹ nó mới hoàn toàn bị chặt đứt. Tôi và Hiền học cùng nhau từ lớp 1 cho đến hết cấp 2. Lên cấp 3 dù không học cùng nhau nữa nhưng hai đứa vẫn chơi thân với nhau. Một phần do tính cách phù hợp còn một phần nữa có lẽ là vì tôi ngưỡng mộ cuộc sống của hiền vì nhà nghèo vừa đi học vừa phải phụ giúp gia đình làm rất nhiều việc nên người tôi gầy nhom đen đúa và xấu xí quần áo cũng không có đẹp đẽ như các bạn trong lớp chẳng có ai muốn chơi với tôi trừ hiền cô ấy là một người rất cởi mở làm bạn với tôi và giúp đỡ tôi rất nhiều hiền học giỏi xinh đẹp, gia cảnh lại tốt. Trong mắt tôi, cô ấy như một nàng công chúa nhỏ. Những tưởng rằng cuộc sống của Hiền sẽ chẳng có muộn phiền. Thế nhưng, đến năm chúng tôi học lớp 11 thì gia đình cô ấy gặp biến cố lớn. Bố Hiền, trụ cột của gia đình bỗng đột ngột gặp tai nạn qua đời. Sau cú sốc ấy, mẹ của Hiền cũng gặp vấn đề về tâm lý. Lúc tỉnh lúc mê phải mất một thời gian dài bác ấy mới lấy lại được tinh thần nhưng kinh tế gia đình đã không còn được thoải mái như trước bố mất mẹ bận rộn kiếm tiền lo kế sinh nhai không có thời gian để quan tâm chăm sóc cho cô ấy tôi chứng kiến hiền dần thay đổi từ một cô bé hồn nhiên vô lo vô nghĩ trở thành một người kiệm lời và khép mình trong những năm tháng ấy Tôi vẫn luôn bên cạnh chia sẻ cùng Hiền mọi chuyện. Tôi luôn có cảm giác cô ấy đã không còn cởi mở với tôi như trước nữa. Cảm giác của tôi đã đúng. Năm lớp 12, bọn tôi tình cờ quen Long. Anh ta hơn chúng tôi 5 tuổi, đang làm nhân viên tiếp thị cho một công ty nội thất. Hai đứa con gái mới lớn như chúng tôi đã bị vẻ bề ngoài điển trai và sự ân cần của hắn thu hút tâm hồn thiếu nữ tò mò và bỡ ngỡ với cảm giác mới lạ khi tiếp xúc với người khác giới nhưng tôi không ngờ rằng đứa bạn thân mà chuyện gì cũng nói với tôi vậy mà đã giấu nhẹm chuyện nó và long đang lén lút yêu đương thời gian ấy đúng vào đợt cuối cấp ai ai cũng bận rộn ôn thi đại học tôi cũng vui đầu ôn tập cho kỳ thi quan trọng ấy nên không để ý nhiều đến đứa bạn của mình ngày mà tôi cầm giấy báo trúng tuyển vào trường đại học mà mình mơ ước tôi vui mừng chạy tới nhà hiền muốn báo tin vui cho con bạn chào đón tôi là đôi mắt đỏ hoe sưng húp vì khóc của cô ấy mày làm sao vậy sao mà khóc mắt sưng hết lên rồi hu hu tao khổ quá mi ơi vừa nhìn thấy tôi hiền đã lao vào ôm trầm lấy tôi rồi khóc nức nở tình huống bất ngờ khiến tôi luống cuống vội vỗ nhẹ vào lưng hiền an ủi bình tĩnh đừng khóc nữa có gì thì từ từ nói tao nghe xem nào hu hu tao đỗ đại học rồi nhưng mà mẹ tao bảo không có tiền không đủ sức cho tao đi học hu hu câu nói chúc mừng nghẹn lại trong cổ họng tôi không thể thốt ra được nữa tâm trạng vui vẻ của tôi khi đến đã bị cuốn trôi sạch sẽ lòng buồn tê tái nhà hiền còn có một chị gái nhưng chị ấy bị bệnh tim quanh năm uống thuốc và đi viện khi bố cô ấy còn sống thì không sao nhưng giờ cả gia đình đều trông chờ vào sạp hàng tạp hóa ở chợ của mẹ hiền quả thực muốn nuôi hai đứa con vừa chữa bệnh vừa ăn học là quá sức còn trẻ nào đã gặp tình huống này bao giờ tôi cứng họng chẳng biết phải an ủi bạn thế nào chỉ biết đứng im nghe con bạn nức nở khóc ướt đẫm vai áo chứ chẳng giúp được gì mấy hôm sau gặp hiền khi đi chợ tôi lại thấy nó hớn hở khoe tao sẽ được đi học mày ạ à. vui quá nhưng giờ tao đang vội chưa kể với mày được hôm nào gặp tao nói sau nhé chỉ nói một câu hiền đã vội đạp chiếc xe chở đầy hàng hóa vụt đi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra thế nào nhưng nghe nó nói sẽ được đi học tôi cũng thấy vui thay cho nó nỗi buồn đè nén mấy hôm nay trong lòng tôi cũng theo đó mà tan biến chỉ là chưa đợi được để nghe con bạn kể rõ đầu đuôi thì tôi đã điếng người khi nghe nó báo tin lấy chồng ngay hôm hoàn thành thủ tục nhập học ở trường xong tôi đã nhận được điện thoại của Hiền. Alo, Mỹ à, ngày 20 tháng này mày về quê nhé. Được không? Ờ, ừ, được thôi. Nhưng mà có chuyện gì à? Ngày đây có việc gì mà mày phải trịnh trọng gọi điện hẹn tao thế? Tôi trả lời một cách tự nhiên, chẳng nghĩ ngợi gì. Hiền ngập ngừng vài giây, rồi thỏ thẻ. Tao, hôm đấy tao lấy chồng, cái gì? Tôi gần như hét lên qua điện thoại, không thể tin vào tai của mình. Sao lại lấy chồng? Không phải mày bảo với tao là mày đi học à? Mà lấy chồng là lấy ai? Ở đâu? Tôi bắn ra một tràng các câu hỏi như súng liên thanh. Trước một loạt chất vấn của tôi, Hiền khe khẽ kể lại. Thì ra, người mà nó lấy chính là Long cả chuyện mà nó bảo với tôi rằng sẽ được đi học cũng là tác phẩm của hắn long đã ngon ngọt nói với hiền rằng gã sẽ nuôi nó ăn học long còn đưa nó về nhà ra mắt bố của anh ta và ông ta cũng hứa hẹn rằng sẽ lo cho hiền học đại học khi nào ra trường thì cưới và rồi chuyện gì đến cũng đã đến hiền đã nhẹ dạ mà trao thân cho long tao có bầu rồi nên phải cưới mày ạ à câu nói của hiền như một cú đánh đập mạnh vào đầu khiến tôi choáng váng phải mất một lúc lâu tôi mới tìm được giọng nói của mình chuyện từ khi nào sao mày không nói gì với tao ờ thì mày bận má mà. thai được năm tuần rồi thế còn học thì sao mày bỏ học à mới năm tuần hay là câu nói của tôi bỏ dở tôi không thể nào thốt ra được câu hay là bỏ đứa bé đi cả hai đứa tôi đều thở dài hiền nghẹn ngào tao không học nữa mày ạ à. lấy chồng thôi bố anh long bảo có bầu rồi không học hành gì nữa tao cũng không nỡ bỏ đứa bé này tội lắm mày ơi nghe mà lòng tôi não nề quệt đi hàng nước mắt vì thương bạn tôi thì thầm mẹ mày biết rồi à bà ấy có nói gì không ừ biết rồi chỉ khóc thôi chẳng nói gì cả kết thúc cuộc điện thoại mà tôi thẫn thờ hồi lâu thương cho số phận đứa bạn thân của mình đến ngày đám cưới tôi về quê và tới nhà hiền từ sáng hôm trước ở quê tôi đám cưới thường được tổ chức hai ngày hôm trước sẽ làm lễ ăn hỏi hôm sau mới là ngày cưới chính vào ngày ăn hỏi. Tôi được mở mang tầm mắt khi chứng kiến sự lật mặt của con người. Khi đó tôi mới biết, thì ra không phải trong phim mới có, mà trên đời thực sự có những con người vô liêm sỉ đến vậy. Chuyện là, khi nhà trai mang cháp lễ ăn hỏi tới, lèo tèo chỉ ba mâm lễ, ai cũng xì xào rằng nhà trai sao lại đi lễ đơn giản đến thế kia. Cho đến khi bà Hằng, mẹ của Hiền, mở phong bì dẫn cưới của nhà trai ra tôi vẫn nhớ nét mặt của bà ấy khi đó nó tái mét như màu gan heo môi bà cũng run lên hai hàm răng cắn chặt vào nhau bà ấy không nói gì nhẫn nhịn cho đến lúc khách khứa đều tản ra ngoài sân uống nước mới gọi hai bố con long ở lại trong nhà nói chuyện tôi là bạn thân của hiền từ bé hay lui tới nên bà vẫn coi tôi như con cái trong nhà mà đối đãi. Vì vậy không tránh mặt tôi. Trong phòng có bố con Long, Hiền, chị Ngọc chị gái của Hiền và tôi. Bà Hằng mở phong bì trong cái cháp sơn đỏ có trầu cao ra trước mặt mọi người. Trong chiếc phong bì đẹp đẽ ấy, vòn vẹn có đúng hai tờ hai trăm nghìn đồng. Thời ấy, khi cưới vợ gả chồng, người ta đã đi lễ đen đến 10 triệu tiền mặt. Nhà nào khó khăn, thì ít cũng phải có 5 triệu để đưa cho nhà gái làm lễ cưới. Bà Hằng cố giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh hỏi. Ông thông ra cho tôi hỏi, như thế này là sao? Bố của Long đùng đỉnh vắt chân chữ ngũ, nhàn nhã uống từng hớp chè trong chén rồi cười cười bảo. Là sao là làm sao? Bà thông ra hỏi gì tôi không hiểu bà hằng cắn răng gần như rít lên từng chữ mong ông đừng có giả ngu với tôi nữa phong bì lễ đen này là thế nào vì sao lại chỉ có bốn trăm nghìn ơ hay bốn trăm thì là bốn trăm chứ có gì mà sao với chăng? chứ không thì bà muốn bao nhiêu nữa hôm trước hai gia đình gặp mặt nhà chúng tôi đã hỏi gia đình nhà gái có yêu cầu gì không muốn đi lễ thế nào chẳng phải bà bảo là tùy gia đình nhà tôi còn gì tôi ngơ ngác trước những gì đang diễn ra hiền đã khóc đến không thở ra hơi tay lòng đứng một bên thì mặt đỏ bừng đang nhỏ giọng nói gì đó vào tai bạn tôi nhưng không được đáp lại tôi nghe thấy bà hằng nghẹn ngào vì giận từ xưa đến nay có nhà ai làm như nhà ông không chuyện nhà trai hỏi nhà gái rồi nhà gái trả lời như thế là lẽ thường tình tôi gả con chứ không phải bán con nên tôi không đòi nhà ông phải đi bao nhiêu mà nhà ông đi lễ thì tiền đó cũng là để lo đám cưới và rồi thì cũng cho chúng nó nhưng ít ra cũng phải xem hàng xóm dân làng người ta đi thế nào mà theo chứ cả người bà hằng đã run lên không kiểm soát được mắt bà ấy đã ngân ngấn nước đằng này ông làm như thế Ông bảo con bé dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Rồi nhà tôi biết giấu mặt đi đâu. Bốn trăm nghìn. Ông định đi mua rau đấy à? Đến tiền rau trong đám cưới còn vượt xa bốn trăm nghìn của ông rồi đó. Hờ, thế ý bà là bà chê ít, không thèm chứ gì. Tôi nói thật bà đừng giận, con gái bà nó ngủ với con tôi. Bụng ảnh ra rồi, nhà tôi cưới cho là tử tế rồi đấy đầy thằng nó quất ngựa truy phong kia kìa thôi chốt lại là nhà tôi chỉ đi bằng ấy con bà bà gả thì gả không gả thì giữ lấy mà nuôi xin chào thân ái bà thông ra thằng long đi về long đang đứng cạnh hiền hắn ta hết nhìn cô ấy lại quay sang nhìn bố mình mặt nhăn như quả táo tàu kìa bố sao bố lại như thế mày có về không không về thì ở đây luôn đi nói xong ông ta phủi đít đứng dậy đi thẳng không thèm quay đầu lại trong nhà đã rối tung thành một đoàn tôi vội chạy ra đóng cửa nhà lại để che đi những ánh mắt tò mò của mọi người đang nhìn vào may mà mới là ăn hỏi mới chỉ có lưa thưa ít người chủ yếu là người nhà quay vào tôi thấy Long đang quỳ một chân ngồi xuống trước mặt hiền dỗ dành. Anh thể với em, anh không hề biết gì về chuyện phong bì. Là bố tự ý làm như vậy. Anh đã đưa tiền cho ông ấy rồi. Bố bảo để bố tự sắp xếp. Anh không ngờ chuyện lại thành thế này. Anh xin lỗi. Hiền vẫn ngồi bất động, khóc thút thít. Bà Hằng như người điên, hai tay vỏ loạn trên đầu rồi bà ấy hất cái ghế ra đứng bật dậy hai mắt bà long lên sòng sọc nghiến răng nghiến lợi vừa khóc vừa mắng quân khốn nạn mày vẫn còn mặt mũi ở đây mà ba hoa à mày ngu lắm hiền ơi con ơi là con sao mày dại thế mày ngu hết phần thiên hạ rồi con ơi thế rồi bà ấy cầm cây trồi ở góc phòng đánh đuổi long mày cút về nhà mày đi mang hết cả cái đống này về dẹp dẹp hết không có cưới xin gì nữa long lấy tay che đầu rối rít xin tha con xin mẹ mẹ đừng ngăn cản chúng con xin mẹ hãy thương cho đứa bé chưa chào đời mà nghĩ lại còn hứa là sẽ giải quyết ổn thỏa việc này cả tôi hiền và chị ngọc đều chạy lại để can ngăn hiện trường hỗn loạn không có từ nào để hình dung được. Về sau, tôi cũng không rõ sự việc được giải quyết như thế nào, nhưng cuối cùng đám cưới vẫn được diễn ra theo đúng kế hoạch. Nhưng sự cố ngày hôm ấy đã mãi mãi thành nút thắt trong cuộc hôn nhân của Hiền. Hiền sinh ra An, vì mới tốt nghiệp cấp 3 lại vướng con nhỏ, không ai trông giúp nên cô ấy không thể xin được việc làm. Hiền chỉ đành mở một sạp hàng nhỏ bán mấy loại rau trái, thịt thả kiếm đồng ra đồng vào. Sau khi cưới và sống chung một nhà, bố con Long dần dần lộ bản chất, không còn những lời ngon ngọt quan tâm, thay vào đó là những lời chửi mắng, nhiếc móc. Một mình Hiền, vừa chăm con nhỏ, vừa hầu hạ cả gia đình nhà chồng, cơm nước, giặt rũ, dọn dẹp chuyện gì cũng đến tay cô dần dần đến bán hàng ở chợ hiền cũng phải bỏ để lo liệu việc nhà thế nhưng chỉ cần hơi không vừa ý là họ sẵn sàng mắng chửi cô ấy món ăn hơi mặn cũng bị chửi nấu cơm chậm một chút cũng bị chửi ba gã đàn ông trong một căn nhà suốt ngày chỉ biết sai khiến như một ông hoàng về sau long còn coi thường hiền vì không có việc làm hắn ỉ vào việc kiếm ra tiền mà hạch sách cô ấy. Những lời chửi bới dần nâng cấp độ lên thành động tay động chân. Hơi không vừa ý là sẽ bị đánh đập. Tôi không thể nhớ nổi. Sau 22 năm chung sống với Long, đã có bao nhiêu lần mình bắt gặp đứa bạn thân trong bộ dạng bầm dập, xanh tím khắp người nữa. Lý do thì phong phú vô cùng. Mở mang kiến thức làm người cho tôi nào là mua gói bột giặt đắt hơn 5.000 đồng, nên bị chồng đánh. Nào là vì hắn ta không thích ăn hải sản, nhưng hai mẹ con thèm quá nên mua cũng bị đánh. Nấu ăn mặn quá, hay nhạt quá cũng phải ăn vài cái tát. Quần áo giặt mà không là phẳng cho hắn cũng bị đánh. Rồi có lần, thậm chí chẳng vì lý do gì, chỉ là ở công ty cấp trên khiển trách long, về nhà hiền cũng bị đánh. Cô bạn tôi, từ một bông hoa tươi tắn rực rỡ, chẳng biết từ khi nào đã dần trở nên héo úa. Năm nay chúng tôi cũng mới 40 tuổi nhưng nhìn Hiền cứ như đã ngoài 50 vậy. Nhìn bạn mình, tôi không khỏi xót xa. Đã bao lần tôi khuyên Hiền ly hôn đi, nhưng cô bạn cứ ngần ngừ, ậm ừ cho qua chuyện. Tôi cảm thấy trí thông minh của mình không đủ để lý giải một cuộc hôn nhân tù túng khổ sở như địa ngục ấy thì có cái gì để mà luyến tiếc. Tôi nhớ, có một lần, Hiền gọi điện cho tôi vào sáng sớm, nhờ tôi đến dìu đi khám. Vì đêm hôm trước, lòng đánh cô ấy xong rồi bỏ đi uống rượu chưa về. Tôi đến nơi, thấy con bạn nằm bẹp trên giường ôm ngực. Khi ấy, tôi bực quá, muốn gọi cảnh sát nhưng Hiền ngăn lại. Tôi lặp lại câu hỏi, thằng chồng như thế còn cố giữ để làm gì mà không bỏ quách hắn đi mày thích tự hành hạ bản thân à hiền cúi đầu khẽ lau nước mắt ngậm ngùi nói tao không ly hôn vì tao muốn giữ cho thằng an một gia đình trọn vẹn mày ạ à. tao sợ ly hôn rồi thằng bé sẽ bị tổn thương tâm lý sẽ tự ti vì có bố mẹ bỏ nhau đời tao coi như xong rồi cố chịu đựng rồi sẽ qua nhưng an còn nhỏ quá tao không nỡ tao biết mày lo cho tao cảm ơn mày nhiều lắm những việc này đến tôi là người ngoài còn biết rõ vậy mà con trai hiền người hàng ngày chứng kiến tất cả hưởng mọi sự yêu thương chăm sóc và che chở của cô ấy lại không hiểu ánh sáng trong mắt hiền tối đi tôi khẽ nắm chặt bàn tay đang run của cô âm thầm tiếp thêm sức mạnh hiền hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra cô ấy đối mặt với ánh mắt trách cứ của con trai mẹ không làm gì sai cả tại sao phải xin lỗi mẹ mệt rồi chỉ bỏ lại một câu hiền nắm chặt tay tôi để tôi dìu ra ngoài không hề ngoảnh đầu lại người ta thường nói cá chuối đắm đuối vì con quả không sai bao nhiêu năm nay Hiền đã chịu đựng cuộc sống như trong địa ngục trần gian. Con trai chính là tín ngưỡng, là nguồn động lực duy nhất cho cô ấy chống chọi lại mọi đau khổ. Vậy mà, giờ phút này, những hy sinh của Hiền đều trở nên thật nực cười. Tôi đưa cô ấy đến một phòng khám tư để vệ sinh và băng bó vết thương. Cả quá trình, Hiền đều đờ đẫn như kẻ mất hồn. Cồn sát trùng cọ rửa vết thương sót như thế, cũng không làm cho cô có bất kỳ phản ứng nào. Xong xuôi, nhìn sắc trời đã tối đen, tôi lái xe, đưa Hiền đến một quán hải sản ngon nhất ở gần phòng khám, gọi một bàn toàn hải sản mà cô ấy thích ăn. Khi nhìn đống thịt cua tôi bóc cho ở trong bát, Hiền lại rơi nước mắt. Từ khi lấy anh Long, tao không dám ăn hải sản vì anh ta ghét mùi tanh của chúng. Có lần thằng an xem trên tivi người ta quảng cáo nó đòi ăn tao đánh bạo mua hai con về vừa ăn xong thì bố nó về trông thấy anh ta đã đổ cả đĩa vỏ cua lên đầu tao dùng cả cái điếu cày đánh tao chỉ vì tao phung phí tiền của anh ta và vì mùi tanh lan ra nhà khiến cho lão buồn nôn nước mắt giàn ruộng. kèm theo những tiếng nấc nghẹn ngào tôi rút giấy ăn đưa cho hiền vén mái tóc lòa xòa trước mặt của cô ấy lên khi đó thằng an bảy tuổi từ sau lần đó nó không bao giờ đòi ăn hải sản nữa tao cũng không bao giờ mua nữa tao còn nghĩ là do nó thương tao bị đánh nên không đòi có lẽ là tao nhầm rồi thật rõ ràng hiền cũng bị sốc trước thái độ của con trai đối với mình lực sát thương của việc này còn mạnh mẽ đau đớn hơn những trận đòn roi của chồng cô ấy gấp nhiều lần mắt tôi mở hơi nước bối rối không biết phải an ủi thế nào để làm dịu cảm xúc tiêu cực của hiền lúc này tôi gắp một đũa mực xào ngồng tỏi vào bát hiền nói sang chuyện khác để phân tán sự chú ý của cô ấy lúc chiều mày gọi hỏi tao vay tiền tao có mang cho mày đây này có việc gì cần gấp bà tôi mở chiếc ví lấy ra sấp tiền đưa tới trước mặt hiền cầm tiền trong tay nước mắt cô ấy lại chảy dài trên má thằng an đến hạn đóng học phí dưới trường nghề tao hỏi nhưng bố nó nói không có tiền lão ấy bảo tao chi tiêu hoang phí không biết tiết kiệm xen kẽ giữa câu nói của hiền là những tiếng nấc ấm ức giọng nói cũng nghèn nghẹn vì khóc một tháng lão đưa cho tao có bốn triệu tiền ăn tiền chi tiêu trong gia đình rồi còn cả tiền khám bệnh tiền thuốc của bố chồng tao mày bảo tao phải tiết kiệm kiểu gì tao còn thiếu nước một đồng muốn bẻ làm đôi để mà trang trải cho cái nhà này thế mà lão ấy còn bảo tao giấu tiền mang về cho mẹ tao tôi muốn đánh trống làng để hiền không nghĩ về chuyện vừa rồi nữa không ngờ quanh đi vòng lại vẫn không thoát được cái nhà đó thôi vậy đằng nào cũng chẳng thể tránh thoát tôi hỏi thẳng luôn thời nào rồi mà bốn triệu còn đòi tiết kiệm với lo mày giấu quỹ đen chứ thật sự hết nói nổi chồng mày thế hôm nay lại vì sao mà bị đánh phải dùng từ lại vì chuyện hiền bị đánh đập xảy ra như cơm bữa chỉ là đổi từ lý do này sang lý do khác mà thôi hiền gạt nước mắt không ngẩng đầu nhìn tôi mà khàn giọng nói thì đấy không có tiền đóng học tao gọi vay mày tính sang tháng cố gắng để ra với bán đôi con gà con vịt nữa thì trả mày không ngờ buổi chiều tao vừa ra ngoài về thì thấy tiếng gà kêu trong chuồng tao cứ nghĩ là chuột bắt gà nên chạy vào xem cuối cùng là có một con chuột đầu đen to đùng đấy ông tú anh trai lão long nhà tao mày nghe tao kể rồi đó hiền sụt xịt rút giấy lau mặt rồi nói tiếp ông ấy đội mũ đen lụp sụp tao không nhận ra nên cầm gậy vụt cho một phát xong tao kêu toáng lên mấy người hàng xóm nghe tiếng chạy sang còn lại thì như mày thấy đấy lão long bị gọi về rồi thì đánh tao mẹ kiếp đùa chứ mà. Tao đéo thể hiểu được cái nhà chồng mày. Đúng là nhà dột từ nóc. Tao nói mày đừng có tự ái nhá. Nghe vậy, Hiền cười buồn. Tự ái nỗi gì? Nhà tao thế nào thì tao cũng biết mà. Bố chồng thì chỉ giỏi hạch sách. Anh chồng thì tham ăn. Lời làm. Hơn 40 tuổi đầu rồi mà có công ăn việc làm gì đâu. Thế nên bà vợ ông ấy mới không chịu nổi phải bỏ về nhà mẹ đẻ rồi. Bố chồng tao vẫn chu cấp cho ông đấy đó, tao biết hết mà, nhưng kệ không thèm nói thôi. Thế mà mày còn chưa tỉnh ra, còn cố mà làm trâu, làm ngựa cho nhà đó à? Tao thật không hiểu được mày đang nghĩ cái gì luôn. Hiền ngồi lặng lặng nghe tôi nói, không ý kiến gì, nhưng cũng không gật đầu đồng ý nhìn cả khuôn mặt chỗ xanh, chỗ tím của cô ấy mà lòng tôi thắt lại. Thở dài một hơi đầy bất lực, tôi lấy lọ dầu luôn để trong túi ra, đổ vào lòng bàn tay xoa đều rồi áp lên má hiền. Bị đau, cô ấy khẽ rụt người lại, suýt xoa. Tôi nói dỗi, còn biết đau cơ à? Tao tưởng mày là người sắt, da thịt bằng đồng, nên đau thương bất nhập ăn đấm cũng không có cảm giác gì. Chứ không sao cứ cam chịu vừa làm ô xin cao cấp, vừa làm cái bao cát chút giận cho nhà đấy thế. Hiền ngẩng đầu ngẩn người, cô ấy nhìn tôi, trong mắt có một sự mơ hồ. Mày coi thường tao lắm đúng không? Hâm à, nói linh tinh cái gì đấy? Tao mà coi thường mày thì đã không ngồi ở đây. Tao chỉ là quá xót ruột cho mày, hiểu không? hiền im lặng một lúc nhưng rồi vẫn xua tay tao không sao còn chịu được thực ra ông long chỉ là tính tình không tốt thôi chứ nhiều lúc vẫn quan tâm đến tao lắm với cả tao sống với ông ấy gần hết nửa đời người rồi giờ giả đến nơi rồi không muốn gây ra chuyện gì khiến con cái và mẹ tao khổ sở lại là lý do đó Tôi nhìn Hiền với ánh mắt hận rèn sắt không thành thép. Nhiều lúc tôi thực sự có ý nghĩ muốn bổ đầu cô ấy ra để xem xem trong đó cấu tạo kiểu gì. Vì sao cùng thế hệ với nhau mà tôi không tài nào hiểu được cái lối suy nghĩ theo lối mòn cổ hủ của Hiền. Mày năm nay mới có 40 tuổi, cuộc đời còn mấy chục năm nữa, mày còn muốn sống cả đời bị đánh mắng tùy tiện như thế à? Thời đại nào rồi? Phụ nữ ly hôn đầy ra, người ta vẫn sống tốt đấy, có làm sao đâu. Mày sợ cái gì? Hiền vẫn một mực im lặng, chọc chọc đôi đũa vào cái bát. Tôi đành bó tay với sự cứng đầu của cô ấy. Thôi tùy mày vậy, tao đến cạn lời với mày rồi. Tôi lại gắp thức ăn vào bát cho Hiền, dục cô ấy ăn. Này ăn đi, không nói chuyện này nữa, mày quyết thế nào thì tùy nhưng mà tao khuyên chân thành một câu mày nên tìm việc gì làm đi vừa kiếm thêm thu nhập không phải phụ thuộc vào chồng cần chi tiêu gì cũng có chỗ xoay sở không phải ngửa tay xin tiền hơn nữa đi làm cho đầu óc nó thoải mái cũng bớt thời gian phải va chạm ở nhà nhưng mà mày phải nghe tao không có nhưng nhị gì, gì hết thằng an cũng lớn rồi có phải chăm bẫm gì đâu. Bố chồng mày cũng đã phải già đến nỗi nằm bẹp một chỗ đâu mà cần người hầu hạ. Cơm bưng nước rót, tưởng mình là ông hoàng chắc. Chuyện hôm nay mày thấy rồi đấy, không có tiền khổ đã đành, đến con trai mày cũng không đứng về phía mày. Nói đến đây thấy ánh mắt hiền ảm đạm xuống, tôi khựng lại. Chết thật, vì bức xúc quá mà lỡ mồm động tới nỗi đau của bạn rồi khi tôi đang bối rối chưa biết xử lý tình huống thế nào thì hiền lên tiếng không phải vì lý do đó ý tao là tao không bằng cấp gì mấy chục năm ở nhà không có kinh nghiệm gì biết xin đâu được việc chẳng lẽ đi làm giúp việc à ở đây cũng có mấy nhà thuê giúp việc đâu tìm việc cũng đâu có dễ tôi khẽ thở phào tiếp lời ôi rào tưởng gì vấn đề đó mày không phải lo tao khắc giúp mày đúng lúc công ty tao đang có tuyển người để tao xem chỗ nào phù hợp tao xin vào cho quan trọng là mày phải quyết tâm đừng có để lão long bắt chẹt nữa nhận được cái gật đầu đồng ý của hiền tôi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút Hai chúng tôi giải quyết xong chỗ thức ăn còn lại rồi đứng dậy ra về, đưa Hiền về nhà. Trước khi đi, tôi còn nhấn mạnh lại một lần nữa, khích lệ cô ấy phải cương quyết, đi làm coi như là bước đầu dành lại tự do cho bản thân mình. Hiền nhẹ nhàng mở cổng bước vào, hành động rẻ rặt, cẩn thận xuất phát từ trong tiềm thức. Long mặt mày u ám ngồi trong sân, không biết đã ở đó bao lâu xem ra là cố ý ngồi đợi hiền về. Nghe tiếng mở cổng, anh ta vừa nâng mí mắt lên nhìn, vừa mỉa mai hiền. Sao đã về rồi? Hồi chiều tôi thấy cô và bạn cô không phải mạnh mẽ dứt khoát lắm à? Sao không đi luôn đi? Còn về đây làm gì? Hiền im lặng không nói gì, lặng lặng đi vào trong nhà. Vừa bước đi được mấy bước đã bị Long Hùng Hổ đứng dậy túm lại hắn ta giật tay một cái. Quang Hiền ngã lăn ra đất, đập lưng vào chân trước bàn đá kê ở góc sân. Cô ấy đau đến tái mét mặt mày. Thấy thế, lòng không những không tiến lên đỡ vợ dậy, mà còn hằn học. Tôi cho cô đi vào chưa hả? Cô bị điếc hay bị câm? Sao không trả lời? Long lại cầm lấy cái chổi bên cạnh, ném về phía hiền. Cô nghiêng người, tránh được long tiếp tục chỉ thẳng vào mặt hiền mà mắng con đàn bà mất dậy lăng loàn bao nhiêu năm nay tôi không chê cô vô dụng không kiếm nổi một xu tôi nuôi cô ăn nuôi cô mặc thế mà cô còn dám chống đối lại tôi cô với con bạn khốn nạn của cô dám dọa nạt thằng này cơ đấy sao cô không đi luôn với nó đi xem xem chỗ nào chứa được cái loại như cô thấy Hiền định vịn ghế đứng dậy, Long lại chạy tới, tát một cái làm cô ngã xuống đất. Tao đang nói với mày đấy, mày sưng mặt lên, không nói gì hả? Thái độ à? Mày coi thường tao có phải không? Hắn giờ nắm đấm lên, định tiếp tục hành hung. Hiền không đợi nắm đấm của anh ta rơi xuống, cô chồm người dậy, lấy hết sức mình đạp cho Long một cái không ngờ người vợ luôn nhu nhược của mình lại đột ngột phản kháng. Long loạn choạng rồi ngã dầm xuống đất. Hắn ta xoa xoa cái thắt lưng kêu oai oái. Mồm tiếp tục chửi rủa. Con đĩ, mày dám đánh tao à? Mày muốn chết có phải không? Hiền đứng từ trên cao nhìn xuống gã chồng vũ phu của mình. Nhìn dáng vẻ chật vật của anh ta. Cô chợt hiểu. Thì ra hắn cũng chỉ được có thế hiền lấy tay che mặt mệt mỏi nói chúng ta ly hôn đi bầu không khí trong sân nhất thời im lặng trên mặt long lúc đầu là kinh ngạc đến không thể tin nổi sau đó là tức giận anh ta lồm cồm bỏ dậy từ trên mặt đất gào lên chất vấn cô dám lặp lại lời vừa rồi không thật khốn nạn hơn hai mươi năm nay cô chỉ ăn không ngồi rồi ăn bám thằng này thế mà giờ cô dám đòi ly hôn với tôi có phải con mi bạn cô nó xui cô nói như thế không hả để tôi đến nhà nó hỏi xem nó muốn làm gì anh thôi đi đừng có lôi người vô tội vào đây chẳng ai xui tôi cả tự bản thân tôi cảm thấy tôi đã chịu đựng đủ cuộc sống này rồi không ai xui mà tự dưng cô lại đòi ly hôn cô nói vậy có quỷ mới tin được hay là cô vì chuyện lúc chiều? Long sấn lại gần hiền, sắn tay áo, chống hai tay vào hông tiếp tục chất vấn. Cô chỉ vì một con gà mà gây chuyện ầm ý với anh Tú. Chúng ta đều là người nhà, có chút chuyện nhỏ đó mà cũng để người ngoài cười chê. Cô còn chưa nhận ra lỗi lầm của mình à? Tôi nói có gì sai chứ? Vậy mà chỉ vì chuyện nhỏ đó cô lại muốn ly hôn với tôi sao có thể là chuyện nhỏ chứ bao năm nay anh ta đã xem nhẹ mọi cố gắng vất vả của cô ngay cả chút tôn trọng tối thiểu giữa vợ chồng với nhau cũng không có chuyện lúc chiều cũng vậy anh ta đâu có coi cô là vợ là người nhà hiền nhắm mắt thở dài bất lực cô mệt rồi chẳng muốn tranh cãi thêm nữa trong mắt long sự im lặng của hiền chính là sự thừa nhận anh ta tức giận, gầm gừ. Ly hôn, cô nghĩ cũng đừng có nghĩ. Nếu cô không nghĩ tới mẹ đẻ cô đang sống yên ổn thì cô cứ việc đưa đơn ly hôn thử xem. Hiền khẽ dùng mình. Trong đầu cô nhanh chóng lướt qua ký ức của một lần cãi nhau. Lúc đó, cô cũng từng đề cập tới vấn đề ly hôn. Lúc ấy, Long đã nghĩ rằng là do mẹ đẻ cô xúi dục nên cô mới như vậy. Thế là anh ta hùng hổ tới cãi nhau tay đôi với mẹ của cô. Thậm chí trong cuộc cãi vã, anh ta đã vác dao dựa lên đe dọa bà. Lần đó, Hiền sợ chết khiếp, cô đã phải quỳ xuống, cầu xin Long đừng làm liều. Chính cái quỳ đó đã đánh mất hoàn toàn tôn nghiêm của cô. Kể từ đó, lúc nào Hiền cũng phải sống trong sự hành hạ của chồng mà vẫn nhẫn nhịn chịu đựng ngay lúc không khí đang căng thẳng. Sự xuất hiện của An đã kéo Hiền ra khỏi hồi ức tồi tệ. Chẳng biết thằng bé đứng đó từ bao giờ, và nghe được bao nhiêu. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mẹ, nó không những không tỏ ra đồng cảm hay thương xót, thay vào đó là vẻ phiền chán, ghét bỏ. Hiển nhiên, câu nói mà An thốt ra như nắm muối, sáp vào vết thương của Hiền mẹ cứ nhất định phải gây gổ đến khó coi như vậy mới được à? Mẹ không thể yên ổn sống cho con nhờ được sao? Năm nay là con tốt nghiệp rồi đấy. Con còn phải kết bạn, rồi còn tìm việc. Mẹ đừng có quậy phá nữa được không? Hiền ngơ ngác nhìn con trai. Trong ánh mắt cô dần mơ hồ có thêm ánh nước. Nhưng lần này, nước mắt không chảy xuống mà là nuốt ngược vào trong. Cô ấy lại thỏa hiệp, Hiền hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Được, tôi sẽ không ly hôn nữa, nhưng tôi sẽ ra ngoài đi làm. Tin tức này vừa nói ra, tuy không nặng nề như việc cô đòi ly hôn, nhưng cũng khiến cho lòng há hốc miệng. Sau khi lấy lại tinh thần, anh ta cau có nói. Đi làm, ngữ như cô thì làm được cái gì? Bằng cấp thì không có, kinh nghiệm thì không đi làm bảo mẫu cho người ta à hay là làm giúp việc còn không bằng ở nhà cho xong đừng có sinh sự nữa sự kiên nhẫn của tôi có hạn làm gì tôi tự có chủ ý không cần anh bận tâm lần này nhất định tôi sẽ đi làm anh không ngăn cản được đâu cô đi làm thì việc nhà ai lo hả ai cơm nước nhà cửa rồi ai chăm sóc bố tôi Hiền cười một cách khinh miệt. Thì ra người mà cô từng yêu. Và sống chung bao năm nay chỉ lợi hại khi đánh vợ mà thôi. Anh ta chê cô vô dụng, ăn bám, không hề ghi nhận công sức của vợ mình. Thậm chí còn lấy lý do đó để chèn ép, hạ thấp và sỉ nhục cô ấy. Nhưng đến khi cô muốn đi làm, kiếm tiền, thì anh ta lại sợ không có ai hầu hạ cả nhà còn chuyện gì nực cười hơn được nữa không cơ chứ hiền trả lời một cách chắc nịch nhà này không phải chỉ của mình tôi mà tôi cũng không phải ô xin của các người bố con anh đều khỏe mạnh tứ chi đầy đủ vì sao cần tôi chăm sóc hơn nữa chẳng phải anh vẫn luôn chửi tôi vô dụng ăn bám chỉ biết tiêu tiền của anh đấy còn gì giờ tôi muốn đi làm để khỏi phải ăn bám anh đấy anh còn có gì không vừa ý lòng cứng họng trước những câu nói của vợ thấy đối cứng không lay chuyển được hiền anh ta đổi sang mềm mỏng chẳng phải là anh lo em từ trước đến giờ đều chỉ ở nhà không có kiến thức gì sẽ dễ dàng bị người ta lợi dụng hay sao em cứ ở nhà lo liệu việc nhà không phải sướng à anh sẽ nuôi em bao năm nay anh có phàn nàn gì đâu tự dưng giờ lại đòi đi làm là cái kiểu gì làm sao Hiền có thể dễ dàng bị lừa gạt bởi những lời dối trá ấy? Trước đây là cô ngu, tin vào lời nói dối của anh ta rằng ở nhà anh ta sẽ nuôi cô. Cũng một phần vì con nên cô mới bỏ lỡ hơn 20 năm thanh xuân của mình. Hiền trả lời bằng giọng cứng rắn. Chuyện này không có gì để thương lượng cả. Tôi sẽ đi làm, anh đừng cố gắng ngăn cản làm gì cho mất công. Nếu không dù bất cứ giá nào tôi cũng sẽ ly hôn với anh nói xong mặc kệ vẻ mặt bất mãn của long hiền đi qua anh ta vào trong nhà cô muốn vào phòng nằm nghỉ ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện cô thực sự mệt mỏi không còn chút sức lực nào thấy vợ cương quyết như vậy long không còn cách nào khác khi hiền đã vào phòng anh ta mới gọi với theo cô đi đâu thế không định nấu cơ mà. Giờ đã là giờ nào rồi? Vậy mà mấy người ở nhà vẫn chờ cô về nấu cơm. Hiền chán nản, không thèm đáp lời, bỏ ngoài tai những câu càm giảm của Long. Quyết tâm trong lòng càng được củng cố, cô nhất định phải đi làm. Khi nhận được điện thoại của Hiền vào sáng hôm sau, nói rằng cô ấy muốn đi làm, nhờ tôi giúp đỡ. Lúc ấy, tôi đã rất vui cuối cùng con bạn tôi đã chịu nghĩ thông suốt đi làm mới chỉ là bước đầu tôi tin khi bước chân vào xã hội hiền sẽ sớm tỉnh ngộ ngày ly hôn với tên chồng cặn bã kia sẽ không còn xa đúng lúc căng tin trong công ty tôi cần tuyển nhân sự vậy nên tôi rất dễ dàng sắp xếp cho hiền vào làm việc ở bộ phận đó phải nói rằng bao nhiêu năm làm nội trợ cho cái gia đình đó lợi ích duy nhất mà hiền có được là khả năng nấu nướng món ăn mà cô ấy nấu cực kỳ ngon được rèn luyện bởi những cái mồm khó chiều và hay bắt bẻ như vậy không ngon sao được mới đầu hiền rất tự ti liệu tao có làm được không nấu cho nhiều người như vậy tao sợ mình nấu dở ảnh hưởng đến mày hay là mày tìm người khác làm đi tao đi xin việc chỗ khác làm lao công hay gì đó cũng được vì bị nhốt trong cái lồng gọi là gia đình quá lâu bị chèn ép mắng chửi không thương tiếc vô tình đã hình thành nên sự tự ti nhút nhát trong hiền cô ấy sợ bản thân làm không tốt sẽ làm ảnh hưởng tới tôi bao nhiêu năm sống chung qua miệng chồng của mình cô ấy luôn bị ám ảnh rằng mình là một người vô dụng không có chút giá trị nào nhìn sự dè dặt, cẩn thận trong ánh mắt Hiền, khiến ngực tôi có cảm giác bị đè nặng. Tôi thương và xót cho cô ấy, phải sống trong môi trường thế nào mới có thể biến một cô gái rực rỡ như ánh mặt trời trước kia trở thành một người hèn mọn nhút nhát đến vậy. Tôi kìm nén cảm xúc muốn tẩn cho gã chồng của Hiền một trận xuống, nhẹ nhàng động viên cô. "Mày làm được mà." mày phải tự tin vào bản thân mày chứ. Mày không nhớ. Mỗi lần mày đến nhà tao chơi, món mày nấu cả nhà tao đều ăn hết sạch cả. À? Còn suýt nữa thì nuốt cả lưới ấy chứ. Đó là mày và mọi người an ủi tao thôi. Làm gì mà ngon đến thế được. Tao cũng có được đi đến đâu đâu. Cũng không biết nhiều. Các món ăn ở các nơi chắc hẳn ngon lắm. Hiền cười cười. Vẫn còn lăn tăn. Nhưng nhờ mấy câu nói đùa của tôi mà thả lỏng hơn không ít. Ngày đầu tiên đi làm, lại còn là ở độ tuổi 40, không còn trẻ trung gì nữa, nên hiền khá rụt rè. Công ty tôi là một công ty nhỏ, với quy mô chỉ mấy chục nhân viên. Bình thường cũng chỉ có hai người nấu ăn, một người nấu chính và một người phụ giúp. Đợt này, chị đầu bếp xin nghỉ hẳn để ở nhà trông cháu nên mới đúng lúc cần tuyển thêm người. Hiền mới 40 tuổi, nhưng vì quanh năm ở nhà lại còn bị bóc lột không thương tiếc, nên nhìn vẻ bề ngoài của cô ấy hơi khắc khổ. Trông Hiền khá già dặn và quê mùa. Vì vậy nhiều người trong công ty không mấy thiện cảm với cô ấy. Thêm nữa, những đồng nghiệp của tôi thuộc dạng khá là kén chọn hay bắt bẻ về đồ ăn. Trước đây không ít lần xảy ra tranh cãi về vấn đề suất ăn hàng ngày với đầu bếp. Tôi còn để ý thấy, hôm nay có mấy người bên phòng tài vụ gọi suất ăn ngoài, xì xào chê bai. Nhìn cái tướng người quê một cục thế kia thì nấu được cái gì ngon cơ chứ. Chuẩn luôn. Chả hiểu chị Mi tuyển người kiểu gì. Thôi cứ gọi đồ ăn cho nó lành, kẻo lại phải nhịn đói. Tôi nghe được cả nhưng chẳng thèm đôi co với họ cứ để thực tế chứng minh chỉ hy vọng đến lúc đó họ không cảm thấy bị vả mặt quá đau về khoản khác tôi không dám nói chứ riêng tài nấu nướng của hiền tôi có lòng tin tuyệt đối vào cô ấy đến giờ cơm trưa cả căng tin thơm lừng mùi thịt kho tàu nem rán và nộm đu đủ mát rượi ăn kèm nhân viên trong công ty ăn ngon đến nỗi không cả buồn nói chuyện đĩa đựng thức ăn thiếu nước bị liếm cho sạch sẽ. Ánh mắt của mọi người đều long lanh nhìn chị đầu bếp mới tới. Tôi cười tùng tìm chiêu chọc mấy cô gái bên phòng tài vụ. Sao rồi? Cơm gà Singapore và cơm niêu nàng tấm không còn ngon nữa rồi à? Mấy cô bé còn trẻ, da mặt mỏng, đỏ bừng hai má ngại ngùng cười nhưng vẫn không ngừng cắn từng miếng thịt, miệng vẫn đầy cơm cười tít cả mắt kêu gào bọn em xin lỗi vì đã nghi ngờ quyết định của chị mi nhưng mà phải nói cơm của cô đầu bếp mới nấu quá ngon luôn sao chị biết cô ấy nấu ngon vậy mà không mời cô đến sớm hơn chứ tôi khẽ cười sửa lại lời nói của cô bé gọi là chị thôi chị ấy tên là hiền bằng tuổi chị đừng có kêu là cô bạn chị buồn đấy nghe tôi nói, cô bé khẽ lẻ lưỡi tinh nghịch. Dĩ nhiên, tôi sẽ không thực sự để bụng mấy lời nói nghi ngờ của các cô ấy lúc trước. Đưa mắt nhìn vào cửa phòng bếp, thấy Hiền đang thập thỏ nghe ngóng về phía các bàn ăn. Tôi mỉm cười gật đầu, cho cô ấy một ánh mắt chấn an. Hiền được mọi người khen ngợi tài nấu ăn dối rít. Chị nấu ngon quá, em vẫn muốn ăn nữa, nhưng bụng em no quá rồi thật là tiếc hu hu đúng đấy ạ à, ngon quá đi còn hơn cơm mẹ nấu từ giờ em sẽ là fan trung thành của chị đầu bếp lâu lắm rồi em mới được ăn một bữa ngon thế này chỉ là thịt kho đơn giản sao mà lại có thể nấu được như vậy nhỉ mọi người nhao nhao lên khen ngợi món ăn của hiền rối rít cả khuôn mặt của cô ấy như bừng sáng ửng hồng miệng cười toe toét nhìn hiền cười rạng rỡ như vậy trái tim của tôi cũng được thả lỏng hai mươi năm này cô ấy phải hầu hạ cả gia đình lớn bé cơm nấu ba bữa một ngày nhưng chưa bao giờ nhận được một lời khen hay khích lệ thậm chí chỉ toàn là chê bai và coi thường bây giờ cô ấy lấy hết can đảm để bước chân ra khỏi vũng lầy đó nấu một bữa cơm cho toàn những người xa lạ không chỉ nhận được tiền lương mà còn có được sự yêu quý và tôn trọng của họ quan trọng hơn là họ đã ghi nhận công sức lao động của hiền những điều này là thứ mà long chưa bao giờ dành cho cô trong suốt những năm tháng qua cảm giác về giá trị bản thân của hiền rất thấp mới chỉ có vài lời khen đã có thể làm cho cô ấy vui vẻ cả ngày tôi muốn từ việc này dần dần giúp hiền hiểu rằng cô ấy cũng có thể làm được nhiều việc thậm chí là rất giỏi và cô cũng được mọi người yêu quý đến mức nào cứ như vậy hiền bắt đầu ngày làm việc đầu tiên một cách suôn sẻ cô ấy rất tận tâm với công việc hàng ngày đón nhận những lời khen ngợi chân thành từ những người trẻ tuổi trong công ty hiền trở nên rạng rỡ một cách rõ rệt những ngày yên ổn của hiền mới bắt đầu chưa được bao lâu vào một ngày làm việc bình thường như bao ngày khác khi tôi xuống bếp ăn cơm không nhìn thấy hiền ra ngoài như mọi ngày nên sau khi ăn xong tôi đã vào bếp tìm cô ấy nhìn một mảng xanh tím bên miệng hiền sau khi tôi giật khẩu trang của cô ấy ra mà đầu tôi như muốn bốc cháy vì tức giận đôi mắt hiền đỏ hoe tránh ánh mắt của tôi vội lấy tay che vết thương bên miệng. Thế nhưng động tác hơi mạnh ấy, lại khiến cô ấy khẽ rên lên. Không chần chừ, tôi túm lấy tay hiền, vén tay áo sơ mi lên. Lúc đó, tôi phải hít vào một hơi vì kinh ngạc. Trên cánh tay là cả một mảng tím đen, nhìn là biết bị vật nặng đập vào. Có chỗ còn rách ra sâu hoắm, miệng vết thương không còn dướm máu nhưng vẫn đỏ đến rợn người mắt tôi hơi cay cay không nói gì kéo hiền một mạch từ phòng bếp lên văn phòng làm việc của mình tôi lấy dụng cụ y tế dự phòng của công ty sát trùng băng lại vết thương và xoa thuốc lên những chỗ bầm tím làm xong tất cả tôi cũng đã dần lấy lại bình tĩnh thấy tôi im lặng hiền lý nhí chỉ là vết thương nhỏ tao không sao đâu không đau chút nào mày đừng giận tím bầm vào như thế kia mà còn kêu không đau người mày bằng sắt à lần này lại làm sao mà bị đánh thằng khốn nạn đấy thực sự muốn đấm cho nó một trận hiền cúi gằm mặt lặng lẽ lau nước mắt tối qua mọi người tăng ca nên tao ở lại nấu bữa muộn dọn dẹp xong mới về một phần là mệt một phần là tao không muốn làm chuyện đó, lão đòi, tao không chiều, thế là lão ấy chửi tao, nghi ngờ tao có thằng khác, tao cãi lại, thế rồi lão với cái điếu cày, thành ra thế này, mẹ nó chứ, tao nghe mà điên hết cả tiết, mẹ kiếp, lão ta bị điên à, hay bị hoang tưởng, lại còn ghen tuông thế nữa, ờ, lão là thế đấy chửi tao mới kiếm được tí tiền đã khinh lão ấy, bắt tao nghỉ việc, không cho tao chơi với mày nữa. Ha, lại còn thế cơ đấy. Mẹ cái loại đàn ông mà mặc váy. Lúc mày ở nhà thì đầy nghiến, chê mày ăn bám, giờ mày đi làm thì lại sợ mày khinh. Xin lỗi mày, tao chửi bậy tí, nhưng nói thật tao không thể chấp nhận được thằng chồng của mày. Bao năm nay tao không muốn đến nhà mày vì thực sự nhìn thấy lão tao đã ghét không nhịn được tôi tức đến thở phì phò uống liền mấy hớp nước mới đỡ hơn một chút tôi còn muốn chửi tiếp nhưng nhìn nét mặt buồn buồn của hiền bao lời đã đến miệng lại đành nuốt xuống lấy lại bình tĩnh tôi nhẹ nhàng hỏi cô ấy thế bây giờ mày tính sao lại muốn nghỉ việc quay về hầu hạ nhà đó chứ Nghe vậy, Hiền lắc đầu nguầy nguậy. Không, mày yên tâm. Trước đây khi chưa đi làm, tao cứ sợ mình không thể làm được gì. Bây giờ, nhờ mày, nhờ mọi người, tao đã biết giá trị của mình. Dù có thế nào, tao cũng nhất định không nghỉ việc đâu. Tao hứa đấy. Nhìn Hiền dối rít phân bùa, nỗi tức giận nghẹn trong lòng tôi dịu đi. Chỉ còn thấy thương cho cô ấy sau buổi làm hôm đó tôi đã dạy cho hiền vài tư thế phòng thân khi cần thiết dặn cô ấy hàng ngày nên rèn luyện bản thân để cho cơ thể khỏe mạnh khi cần thiết có thể tự bảo vệ mình tôi còn dặn hiền khi bị bạo hành thì nên báo cảnh sát chứ đừng có mãi im lặng chịu đựng như vậy nhưng có vẻ cô ấy không đồng tình với đề nghị của tôi cứ thoái thác anh long chỉ là tính tình hơi xấu hơi cộc cằn một chút không đến nỗi phải đưa ra pháp luật mày ạ à. với cả tao sợ dính dáng đến công an sẽ ảnh hưởng tới thằng an dù sao có một người bố có tiền án sẽ chẳng vẻ vang gì sau này nó còn phải đi làm rồi còn cưới vợ nữa trước một mớ lý luận của hiền tôi chỉ đành bất lực giữ im lặng những suy nghĩ đã ăn sâu bám dễ trong đầu cô ấy bao năm nay không thể nào thay đổi trong ngày một ngày hai được tôi hiểu một điều dục tốc thì bất đạt cứ từ từ từng bước muốn giải quyết triệt để chuyện này thì người trong cuộc cần phải tự hiểu ra người ngoài như tôi không có cách nào cứng rắn ép buộc được mọi chuyện cứ như vậy dần dần thay đổi mà không ai để ý hiền cũng ngày một rạng rỡ trong cương vị mới Mọi tiếc núi trước đây, giờ lại được những người lạ xoa dịu. Và một ngày nào đó, không biết bằng cách nào mà Long có được số điện thoại của tôi. Nhìn số điện thoại lạ, tôi bắt máy. Alo, ai đang gọi đây ạ? À? Alo, tôi là Long, chồng của Hiền. Các cô đang ở đâu? Tại sao tôi gọi cho cô ấy không được? Cô mau bảo Hiền nghe máy hoặc gọi lại cho tôi nghe giọng nói cục cằn thô lỗ qua điện thoại mà phản cảm thế không biết đã thế lại còn nói như thể ra lệnh cho tôi vậy anh ta nghĩ mình là ai cơ chứ tôi không kiên nhẫn trả lời chúng tôi đang ở công ty chứ ở đâu anh hỏi gì mà buồn cười vậy cô ấy không nghe máy của anh thì có nghĩa là cô ấy đang bận với lại đang trong thời gian làm việc hiền không được dùng điện thoại có điều gì muốn truyền lời thì anh cứ nói luôn đi. Tôi sẽ bảo lại cô ấy. Hừ, cái công ty rách nát gì mà đến điện thoại cũng không cho nghe. Hay là cô lại đưa vợ tôi trốn đi chơi chứ làm ăn cái nỗi gì? Công ty nát cũng còn hơn anh. Và cũng không đến lượt anh chê bai. Còn vợ anh không phải trẻ lên ba, mà lo người khác dụ dỗ. Cô ấy tự có năng lực phán định điều gì nên và không nên làm. Dĩ nhiên con mắt nhìn người thì đúng là kém thật. Tôi đang cố gắng giúp cô ấy rửa mắt cho nó sáng hơn một chút đây. Tôi không ngần ngại chút nào mà đáp trả hắn ta, khiến cho lòng tức sùi bọt mép. Chưa dừng lại ở đó, tôi tiếp tục đốp cho anh ta không kịp lên tiếng. Anh cũng đừng có mà ở đó suy bụng ta ra bụng người. Không phải ai cũng xấu xa như anh đâu chúng tôi đi làm quang minh chính đại. Chẳng có gì mờ ám cả. Anh đừng có ở đấy mà suốt ngày kiếm cớ sinh sự. Thay vì suốt ngày nghĩ cách giam cầm, giám sát hiền vì lo sợ cô ấy có người khác, thì anh nên tìm cách mà trở lên tốt đẹp hơn đi. Một người đàn ông tốt, không cần phải giữ, người phụ nữ cũng sẽ tình nguyện ở bên. Qua điện thoại, tôi có thể nghe tiếng nghiến răng kèn két của Long. Anh ta gần như hét lên. Cô là cái thá gì mà đòi dạy đời người khác? Chuyện gia đình tôi không mượn cô chĩa mõm vào nhé. Thảo nào mà vợ tôi còn dám đòi ly hôn, chắc chắn là cô suối nó đúng không? Cô khinh tôi đúng không? Nên mới tìm mọi cách nói xấu tôi trước mặt Hiền. Tôi cảnh cáo cô nhé, đừng có mà dạy hư vợ tôi, không thì đừng có mà trách thằng này. Gớm tôi lại sợ anh quá cơ tôi nói cho anh nghe này anh long ạ à, lúc nào anh cũng nghĩ người khác khinh thường mình là tại vì chính bản thân anh cũng chẳng ra gì và anh cũng biết điều đó nên mới vậy đấy còn tôi chẳng rảnh mà đi quản chuyện nhà anh tôi chỉ muốn giúp bản thân của mình sống tốt hơn mà thôi nói xong tôi thẳng tay cúp máy không tốn thời gian đôi co với anh ta nữa nghĩ ngợi một chút sau bữa trưa tôi vẫn kể cho Hiền về cuộc điện thoại với Long, cũng dặn dò cô ấy nên cẩn thận khi về nhà, nếu hắn muốn giở trò vũ phu thì phải tránh đi hoặc gọi điện cầu cứu. Sau khi Hiền liên tục cam đoan sẽ tự bảo vệ bản thân, tôi mới tạm yên tâm. Sau nhiều lần bị tôi cảnh cáo, kèm theo Hiền đã dần thay đổi, đã biết tự bảo vệ bản thân mình, Long đã không còn dám tùy tiện động một chút là giơ tay hạ chân đánh đập vợ nữa tuy nhiên như các cụ vẫn nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời yên ổn được vài ngày hắn ta lại chứng nào tật nấy bắt đầu sinh sự nhưng lần này còn nghiêm trọng hơn vào ngày dỗ của bố hiền khi cả hai vợ chồng và con cái sang nhà mẹ hiền ăn dỗ long chẳng những không động tay động chân vào việc gì mà còn sai khiến hiền phục vụ mình như vẫn đang ở nhà bà hằng tức đến run người nhưng vì nể mặt hiền và dù sao hắn ta cũng là con rể nên bà ấy không nói gì đến khi cơm nước xong bà hằng gọi các con tới nói chuyện căn nhà này bố mẹ xây cũng được mấy chục năm rồi giờ cũng xuống cấp nhiều hôm nọ trời mưa to còn bị rột nước chảy lênh láng hết cả mẹ đang tính mảnh đất này cũng rộng mẹ thì cũng chẳng biết sống được bao lâu nữa con ngọc thì bệnh tật cũng không có chồng thôi thì bây giờ còn khỏe mẹ còn lo được mẹ sẽ chia đôi mảnh đất này ra một nửa bán đi lấy tiền để xây lại cái nhà mẹ cũng nói luôn đất với nhà này mẹ sẽ để tên luôn cho cái ngọc để sau mẹ có nhắm mắt xuôi tay cũng không còn phải lo lắng gì nữa. Vì từ bé cơ thể đã yếu ớt, có bệnh nên chị Ngọc cũng không lấy chồng. Hiền vẫn biết mẹ cô luôn lo lắng cho tương lai của chị, nên cô ấy chẳng có ý kiến gì về việc bà muốn bán đất để xây nhà cho chị. Vì dù sao, chị ấy và mẹ vẫn sống nương tựa vào nhau, chị cũng thay cô chăm sóc cho mẹ những khi cô không có mặt dù mang tiếng lấy chồng cũng gần. Nhưng Hiền chẳng mấy khi được về nhà, vì còn bận hầu hạ cả nhà chồng. Và một phần vì Long cố tình ngăn cản, không cho cô ấy lui tới thăm mẹ. Thế nhưng, Hiền còn chưa lên tiếng, Long đã lè nhẹ phản đối. Ấy, ấy, mẹ làm thế coi sao được hả mẹ? Con nào cũng là con, vợ con cũng là con gái của mẹ về tình về lý cô ấy đều phải được chia phần trong mảnh đất này chứ làm gì có chuyện chia tất cho chị ngọc được cùng là con gái cơ mà mẹ xem con nói thế có phải không mặc kệ hiền liên tục ra hiệu và giật gấu áo hắn ta để ngăn cản long vẫn cứ nói bà hằng tức đến run rẩy chỉ vào long mà mắng đất này là đất của tôi cho ai là quyền của tôi còn chưa đến lượt một thằng con rể như anh lên tiếng tôi đưa ra đây là thông báo cho con gái tôi là con hiền biết chứ không phải để xin ý kiến của anh chị nói rồi bà ấy quay sang hiền hỏi chị hiền chị cũng nghĩ như chồng chị hay thế nào hiền vội vàng phân bua không ạ à, mẹ muốn cho chị thì cứ cho con không có ý kiến gì ạ à. không ngờ vừa dứt lời Bất chấp đang ở ngay trước mặt cả nhà vợ, lòng quay sang dáng ngay một cái tát vào mặt hiền, khiến răng cô đập vào môi dướm máu. Tôi cho cô lên tiếng chưa hả? Cái đồ ngu kia, cô có biết một mảnh đất giờ đáng giá bao nhiêu tiền không hả? Sáng năm, thằng An đi làm rồi, không có tiền thì lấy gì mà lo việc cho nó? Cái đồ ăn cây táo, rào cây sung này, tôi nuôi cô để giờ cô lo cho người ngoài à? Hết sức buồn cười, hắn ta chửi hiền như thể cô đang lấy của trong nhà đi cho người ngoài vậy. Long hiển nhiên coi nửa miếng đất của mẹ hiền là của hắn, lại còn gọi mẹ vợ và chị vợ là người ngoài. Thấy con gái bị đánh ngay trước mặt, bà hằng gầm lên. Thằng mất dậy kia, sao mày có thể đánh con bé như vậy hả? Tao đẻ nó ra, nuôi nó lớn bằng từng ấy, mà tao còn chưa nỡ đánh nó một lần nào. Tao nói cho cái loại mày biết, tao nhịn bố con nhà mày lâu lắm rồi. Con hiền nó bị bỏ bùa mê, thuốc lú nên mới cắm đầu làm trâu làm ngựa cho nhà mày. Đất của tao, có để làm từ thiện cũng không chia cho cái mặt mày một phần, mày biết chưa? Bà Hằng chửi một thôi một hồi, tức đến thở hổn hển lòng cũng chẳng vừa. Hắn ta cũng trở mặt, dở thói lưu manh ra, cãi nhau tay đôi với mẹ vợ. Bà là cái đồ thực dụng, tôi cũng nhịn bà bao nhiêu năm nay rồi. Tôi biết thừa bà không ưa gì tôi. Bà muốn bán con gái để lấy tiền tiêu cho bản thân. Tôi còn lạ gì? Thấy tôi không đưa nhiều tiền dẫn cưới, nên bao nhiêu năm nay bà vẫn trưng cái sóc mặt khó ưa ra với tôi nói rồi hắn ta quay sang hiền chỉ mặt cô mà mắng đấy cô đã sáng mắt ra chưa trong mắt mẹ cô chỉ có tiền với chị gái cô thôi làm đéo gì có chỗ cho cô mà cứ một điều mẹ với hai điều mẹ tôi nói luôn cho nó vuông nhé không có mẹ con gì nữa hết từ nay tôi cấm cô về đây đấy long dứt lời đứng phắt lên lôi kéo tay hiền định đi về bà hằng chứng kiến sự vô sỉ của con rể tức giận quá lăn giang ngất xỉu hiện trường loạn thành một đoàn hiền và ngọc vội vàng đưa mẹ đi cấp cứu còn long hắn ta chẳng thèm đoái hoài mà cùng với an đi thẳng về nhà bà hằng được chẩn đoán là bị suy tim từ khi chồng mất một mình bà ấy lo toan cho các con đến bị ốm cũng chẳng dám đi bệnh viện khám vì quá lao lực, lại thêm suy nghĩ nhiều. Bệnh đến như núi đổ, cơ thể đã không còn chống đỡ được. Nay cộng thêm cảm xúc đột ngột tức giận, nên trái tim không còn chịu nổi. Bác sĩ dặn đi dặn lại người nhà, tuyệt đối không được để bệnh nhân xúc động. Chị Ngọc cũng có bệnh tim, không thể chịu được mệt nhọc, lại còn có một đứa con nhỏ mới lên ba tuổi mà chị ấy nhận nuôi cần phải chăm sóc nên việc chăm mẹ ở viện đều đặt trên vai hiền một tuần liền từ ngày bà hằng đi viện gần như chỉ có một mình cô ấy chạy đi chạy lại không có ai thay phiên giúp đỡ long tuyệt nhiên không ghé qua một lần nào hiền gọi điện cho tôi xin nghỉ dài ngày để lo chăm sóc mẹ nghe cô ấy kể tôi chỉ thấy nặng nề tuần thứ hai khi bà hằng nằm viện ngày hôm ấy bỗng dưng bà khỏe hơn hẳn ăn được nhiều cũng nói cười vui vẻ hiền nghĩ rằng bệnh của mẹ đã có tiến triển thì long bất ngờ xuất hiện nhìn thấy chồng hiền cứ tưởng anh ta đã thông suốt nên tới đây giúp cô chăm mẹ nhưng cô đã nhầm ngay khi nhìn thấy hiền anh ta đã cau có mặt mày quát lớn cô làm cái gì mà tắt máy hả có biết tôi gọi cho cô bao nhiêu cuộc rồi không?" Tiếng của Long oang oang vang khắp cả hành lang bệnh viện, khiến mọi người đều chú ý tới bên này. Hiền Ngại Ngùng túm lấy tay Long, một tay bịt miệng anh ta lại. "Anh làm cái gì mà nói to thế hả? Đây là bệnh viện đấy, anh không thể chú ý một chút à?" Bé bé cái mồm thôi, cho mẹ nghỉ. Hiền rút điện thoại trong túi ra trước mặt Long. Màn hình điện thoại tối om, ấn mãi vẫn không sáng lên được. Hiền bất đắc dĩ nói. Chết, em không để ý. Điện thoại hết pin rồi. Không phải là cố ý không nghe điện thoại của anh. Anh đến đây rồi, thì ở đây trông mẹ hộ em một lát. Em về nhà lấy thêm ít đồ để thay với chạy qua chợ mua cho mẹ chút đồ tầm bổ lòng hất tay hiền ra, hầm hè. Cô mơ đấy à? Còn lâu tôi mới trông bà ấy nhé. Mẹ cô chứ mẹ tôi đâu. Mà này nhé, cô quên hôm nay là ngày dỗ mẹ tôi hả? Cô còn không về để làm cơm cúng. Gọi điện thì không được. Còn đợi tôi đến rước cô về đấy hừ. Hiền vỗ đầu, chán nản. Đúng là cô quên khuấy mất. Hôm nay là ngày dỗ của mẹ chồng nhưng nghe Long nói, Hiền cũng tức giận. Mẹ em còn đang nằm viện, em không thể để bà một mình ở đây được. Dỗ mẹ anh thì năm nào cũng làm, năm nay anh và anh trai anh tự sắp xếp đi. Cô bị điên à? Láo tuét, có con dâu nhà nào mà ngày dỗ mẹ chồng lại không ở nhà không hả? Tôi cảnh cáo cô, nhanh theo tôi về để còn nấu cơm cúng mẹ tôi. Không thì đừng có trách hiền cũng cứng rắn lên mắt cô đỏ hoe nhìn long nói em nói tiếng việt mà anh nghe không hiểu à em không về được mẹ còn đang nằm viện cúng dỗ thì bố anh anh tú và anh làm là được rồi cứ gì nhất định phải có em mới được bốp hiền vừa dứt lời long đã tát một cái khiến cô lệch cả mặt hắn ta chỉ thẳng tay vào mặt cô mà chửi cho cô láo này bà mẹ cô nằm viện là do bà ấy ăn ở không ra gì đấy liên quan đéo gì đến tôi hả mà cô vẫn chưa tỉnh ra à bà ấy bảo đất đai cho hết con ngọc thì giờ gọi con ngọc xuống mà hầu còn cô có được cái đéo gì đâu mà phải ở đây mà đổ bô cho bà ấy hả sao mà cô ngu hết cả phần thiên hạ thế mau theo tôi về long túm tay hiền định kéo đi cô ấy vùng vẫy bám chặt vào bậu cửa phòng bệnh mới giữ được thăng bằng. Hiền lấy hết sức bình sinh và nhớ lại những kiến thức tự vệ mà tôi dạy cho cô ấy. Vặn tay một cái, hất được bàn tay thô kệch của Long ra. Cô ấy gần như hét vào mặt Long. Anh khốn nạn nó vừa phải thôi chứ. Đó là mẹ tôi đấy. Tiếng cãi cỏ của hai người đã thu hút rất nhiều người xúm lại đây. Bỗng tất cả bị một tiếng, dầm, làm cho giật mình khi nhìn lại thì không biết bà hằng đã nghe tiếng và đi ra nghe chuyện từ bao giờ bà ấy ngã thẳng xuống đất đầu đập vào bậc cửa hai mắt nhắm nghiền hôn mê bất tỉnh hiền luống cuống chạy vội tới đỡ lấy mẹ mình hét lên gọi bác sĩ mọi người cũng xúm lại giúp đỡ cô ấy đưa bà hằng về lại giường bệnh các bác sĩ và y tá luân phiên chạy rầm rập, càng khiến cho tâm trạng của Hiền suy sụp. Lúc cô ấy gọi điện cho tôi, đã khóc tới thở không ra hơi. Mi ơi! Mẹ! Mẹ tao! Hu hu! Làm sao rồi? Bác gái làm sao? Mày bình tĩnh lại xem nào. Lời chấn an của tôi hoàn toàn vô tác dụng tiếng khóc nức nở của hiền vẫn vang lên không ngừng không còn cách nào tôi tắt máy vội vã chạy xe tới bệnh viện trước của phòng cấp cứu hiền đang ôm đầu ngồi trên băng ghế mà khóc trông dáng vẻ cô ấy thật lẻ loi và bất lực khiến lòng tôi thắt lại tôi tiến đến ôm hiền vào lòng nhẹ nhàng vỗ về cô ấy gục vào lòng tôi cả người run lên bần bật Bao nhiêu lời an ủi đã chuẩn bị sẵn trên đường đến đây của tôi đều không thể nào thốt ra. Tôi hiểu rằng, vào lúc này, khi đứng trước sinh tử của người thân, mọi lời an ủi đều trở nên vô nghĩa. Bà Hằng đã không qua khỏi. Giây phút bác sĩ đi ra, nhìn người nhà và lắc đầu bất lực. Tôi thấy hiền như bị rút hoàn toàn sức lực. Cô ấy sụi lơ trên băng ghế, ánh mắt đờ đẫn vô hồn tôi phải giữ chặt mới khiến hiền không ngã xuống đất có lẽ nỗi đau quá lớn hoặc đã quá đau lòng hiền như chết lặng cô ấy không khóc nữa mà chỉ im lặng trong ánh mắt của hiền tôi thấy được nỗi đau và cả sự ân hận cùng tự trách giá như cô ấy khóc lóc kêu gào có lẽ tôi còn thấy dễ chịu hơn như vậy ít ra tôi còn có thể an ủi cô ấy rằng đây không phải lỗi của mày hiền lặng lẽ như một chiếc bóng kiên cường chống đỡ lo liệu xong xuôi tang lễ của mẹ mình tôi những tưởng mọi chuyện sẽ cứ như vậy mà tiếp diễn điều bất ngờ rằng sau cái chết của mẹ mình cuối cùng con bạn thân của tôi đã hoàn toàn tỉnh ngộ ngay sau khi an táng cho bà hằng buổi tối ngày hôm đó tôi vẫn ở lại nhà của mẹ hiền để giúp đỡ họ dọn dẹp cũng là để an ủi hai chị em và để cho căn nhà bớt trống vắng trời vừa tối họ hàng làng xóm đều đã ra về long thiếu kiên nhẫn đứng lên tháo chiếc khăn tang trên đầu quăng ngay xuống đất lên giọng trịch thượng xong xuôi rồi giờ thì đi về được chưa anh ta hất hàm với hiền nói như ra lệnh. Tôi nhìn cảnh đó mà máu nóng sông lên đầu, đang định lên tiếng, thì Hiền đã nhanh hơn một bước. Anh muốn về thì cứ việc, còn tôi sẽ ở lại đây. Cái gì? Cô định làm phản hả? Ở đây ba ngày, rồi còn ở viện hai tuần rồi, cô còn không chịu về. Tôi thật sự muốn chửi thề, lại còn tạo phản nữa cơ chứ hắn ta thực sự nghĩ mình là vua chắc. Tôi nghĩ Hiền sẽ yếu đuối, cam chịu như mọi khi mà nghe theo lời Long quay về. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của tôi, Hiền bình tĩnh nhìn Long, chậm chậm nói từng chữ. Anh Long này, chúng ta ly hôn đi. Cả căn phòng chìm vào im lặng, Long trợn tròn mắt nhìn Hiền. Tay anh ta còn ngoáy lỗ tai, không thể tin hỏi cô vừa mới nói cái gì cơ tôi nói ly hôn đi tôi thiếu chút nữa thì rớt cằm xuống đất vì bất ngờ này hơn hết là cảm giác vui mừng vui vì cuối cùng bạn mình đã tỉnh ra rồi ngược lại với tôi long không dễ dàng chấp nhận như vậy hắn ta gần như nhảy bật lên muốn xông tới túm cổ áo hiền gầm lên con đàn bà khốn nạn mấy ngày không đánh mày lại muốn lên mái nhà lật ngói hả mày ăn gan hùm mật gấu rồi phải không lại dám đòi ly hôn với tao hiền nói xong ý muốn ly hôn thì im lặng nhưng thái độ rất kiên định tôi lặng lẽ dịch người đứng đằng sau lưng hiền trong tư thế bảo vệ thấy tôi ở đó long không dám động tay vào hiền hắn ta nổi trận lôi đình chỉ vào mặt cô ấy mà hét được được lắm tôi vừa giúp cô lo liệu đám tang cho mẹ cô xong cô không biết ơn mà còn đòi ly hôn với tôi bao năm nay tôi nuôi cô cuối cùng nuôi ra cái đồ vong ơn bội nghĩa hiền lặng lẽ rơi nước mắt kéo tay tôi ngăn không cho tôi lên tiếng cô ấy khàn giọng nói đúng một câu là chính anh đã hại chết mẹ tôi cô ấy nghẹn ngào nước nở vùi mặt vào hai bàn tay mà khóc. Tiếng khóc dấm dứt, ân hận khiến lòng người đầy xót xa. Tôi cũng đỏ hoe đôi mắt, lườm gã đàn ông trước mặt, lên tiếng. Anh còn nói là nuôi nó, phải nói là nó làm ô xin miễn phí cho nhà anh. Làm nô lệ hợp pháp của nhà các người thì đúng hơn. Cút, lại là mày, con đi kia, chắc chắn do mày xúi dục vợ tao đòi ly hôn với tao đúng không? Tao không ly đấy. Xem chúng mày làm được gì. Ngày mai tao sẽ đến nhà mày. Đến công ty mày. Làm ầm lên cho tất cả mọi người đều biết cái bộ mặt đều cáng của mày. Cái loại đàn bà khốn nạn. Chuyên đi chia rẽ. Phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác. Tôi vừa lên tiếng. Long như con chó điên. Cắn lấy mục tiêu anh ta dùng hết tất cả những lời lẽ khó nghe mà chửi rủa tôi những câu tục tĩu nhất có thể đều được lôi ra sử dụng dĩ nhiên đối với tôi chẳng hề hấn gì hiền quát lên anh thôi đi đừng có làm mất mặt xấu hổ nữa chẳng cần ai xúi giục là tự tôi sáng mắt ra thôi hai mươi năm nay tôi đã chịu đựng quá đủ rồi dừng lại đi đừng ép tôi con thỏ bị ép cũng biết cắn người đấy cô định làm gì tôi ép cô thì cô muốn làm gì nào đúng lúc này tôi tiến lên giơ điện thoại lên trước mặt hắn ta nói nhanh cho nó vuông tôi có đầy đủ bằng chứng video anh bạo hành bạn tôi có cả giấy tờ giám định thương tích của nó sau khi bị anh đánh anh cứ thử xem tôi sẵn sàng cho anh ra tòa vào ngồi uống nước chè bóc lịch nhà nước đấy. Có muốn thử không? Cô, ai cho cô tự ý lắp camera trong nhà tôi? Đó là phạm pháp. Là tôi lắp. Anh có ý kiến gì không? Hiền lên tiếng đáp lại, khiến cho Long tức đến mặt phồng lên. Đỏ bừng rồi chuyển thành tím ngắt như màu gan heo. Hắn ta gần như rít qua kẽ răng. Giỏi, giỏi lắm, chúng mày lên kế hoạch gài tao từ lâu rồi đúng không? Được, ly hôn thì ly hôn. Nhưng tao nói cho mà biết, mày đừng hòng giành được cái gì từ nhà này. Cả thằng An, nó không đời nào đi theo mày đâu. Được, anh cứ việc nuôi nó. Không chỉ Long, mà chính tôi cũng rất bất ngờ trước sự kiên quyết của Hiền. Trong thời gian chờ hòa giải và giải quyết thủ tục ly hôn, long nhiều lần tìm cách gặp hiền nhưng đều bị cô ấy tránh mặt ngày hôm nay khi tôi ghé qua vậy mà lại gặp được an con trai của hiền nó nhìn thấy tôi không những không chào hỏi mà còn dùng ánh mắt hằn học nhìn chằm chằm vào tôi tôi khá bất ngờ trước thái độ của nó không hiểu mình đã động chạm gì tới thằng bé nhưng những điều mà nó nói ra mới thực sự khiến tôi sốc toàn tập mẹ à mẹ cũng đến tuổi này rồi còn làm loạn cái gì thế sớm không ly hôn muộn không ly hôn cứ phải chọn lúc con sắp ra trường đi làm lại đòi ly hôn tuổi đã một mớ rồi còn đòi ly hôn nói ra mẹ không thấy xấu hổ nhưng con thấy mất mặt lắm nghe con trai nói mà hốc mắt hiền đỏ hoe ánh mắt cô ấy nhìn con trai toàn là thất vọng và đau lòng hiền mím chặt môi nước mắt lã chã rơi xuống thằng an vẫn chưa dừng lại nó thấy mẹ im lặng có lẽ cho rằng cô ấy đuối lý nên càng chính đáng mà lên án mẹ giận dỗi cái gì thì cũng phải biết chừng mực đi thôi bây giờ mẹ mau về xin lỗi bố rồi quay về nhà sống yên ổn đi con nói luôn là mẹ mà ly hôn con sẽ không đi theo mẹ đâu hiền thực sự tức giận đến phát run tôi có thể hiểu được cảm giác đó thử nghĩ mà xem đứa con mình dứt ruột đẻ ra chăm lo cho nó vì nó mà hy sinh tất cả để bây giờ nó phũ phàng nói vào mặt những lời lẽ như thế không đau lòng sao cho được tôi lặng lẽ nắm chặt lấy bàn tay của hiền động viên cô ấy mày bình tĩnh nào đừng nóng vội hãy từ từ nói với con suy nghĩ và cảm nhận của mày đi cơ thể đang còng xuống của hiền dần thẳng lên tôi thấy được sự kiên cường của cô ấy nét mặt hiền dần bình tĩnh rồi trở lên lạnh nhạt cô ấy từ từ nói từng câu một hàng ngày làm hết tất cả mọi việc như nô lệ hèn mọn nhất từ sáng sớm gà gáy đến đêm khuya hầu hạ bố và ông nội không phải là con những ngày tháng bị đánh đập chửi rủa không phải là con con cũng không trải qua cảm giác mất đi người thân vì bố con liệt kê từng thứ một hiền đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa tràn khỏi khóe mi cuối cùng cô ấy nói một câu thống thiết cuộc sống như trâu ngựa đó mẹ đã vì con mà sống hơn hai mươi năm nay rồi nếu không ly hôn mẹ sẽ chết mất sẽ điên mất Tôi đã không thể nào kìm được nước mắt, vội quay mặt đi. Thằng An cũng im lặng không nói gì, mím chặt môi có vẻ chưa phục. Tôi lạnh lùng nhìn nó rồi cất lời. "An à, trên đời này bất cứ ai cũng có thể lên tiếng chất vấn mẹ con về quyết định ly hôn này, duy nhất chỉ có con là không có tư cách. Con biết tại sao không? Vì từ bé đến lớn, con tận mắt chứng kiến cuộc sống của mẹ con trong căn nhà đó là như thế nào vì sao mẹ con cố chịu đựng đến bây giờ cô nghĩ không cần nói con cũng nên tự hiểu vẫn câu nói ấy mẹ con có nợ bất cứ ai đi chăng nữa thì cũng không nợ con cái gì hôm nay con nói ra những lời này thật sự làm cô thất vọng và cũng làm mẹ con tổn thương quá thằng bé nghe xong cúi đầu lầm lũi dắt xe ra về hiền vẫn lo lắng mà dõi mắt nhìn theo nó tới khi tôi cứng rắn kéo cô ấy vào nhà mới chịu thôi cuối cùng hiền cũng cầm được giấy chứng nhận ly hôn cô ấy đứng dưới ánh nắng tay cầm tờ giấy vừa cười vừa khóc câu đầu tiên cô ấy nói khi được giải thoát là cuối cùng tôi cũng không phải hầu hạ người khác nữa rồi cả người hiền như rũ bỏ được một lớp xiềng xích nặng nề trở lên nhẹ nhõm và tươi sáng còn chồng cũ của cô ấy ngay trước cửa tòa án người qua lại đông đúc lại mất bình tĩnh mà chửi ầm lên đồ đàn bà đổ đốn lăng loàn để rồi xem không có cô tôi sẽ lấy người khác trẻ trung xinh đẹp và tài giỏi hơn cô gấp vạn lần còn cô cái đồ giày rách để xem ai sẽ thèm lấy cô không có tôi xem cô sống được mấy ngày đến lúc đó đừng có mà quay lại cầu xin thằng này anh ta còn tiếp tục chửi rất lâu bao nhiêu lời khó nghe tục tĩu đều được lôi ra hiền chẳng thèm nhìn anh ta một lần nào chúng tôi quay người lên xe bỏ lại mình long vẫn tiếp tục khua tay múa chân như một thằng hề Hiền nói muốn quay về nhà cũ của hai vợ chồng để lấy chút đồ dùng. Tôi ngăn cô ấy lại. Mày còn giấu tiền ở đó hả? Hiền mơ màng lắc đầu. Tôi phì cười, gõ vào chán cô ấy. Trừ tiền ra, những thứ khác bỏ đi. Thêm gì mấy thứ đồ rách của nhà lão ta chứ. Đi, mày cần gì tao đưa mày đi mua đồ mới. Hiền vui vẻ gật đầu xe chạy trên đường gió thổi qua cửa kính để mở mang theo hơi nước man mát của cơn mưa vừa tạnh hiền hít sâu một hơi thoải mái cảm thán mùi vị của tự do thì ra lại dễ chịu đến thế này sau khi ly hôn hiền trở về nhà mình sống cùng chị ngọc để tiện chăm sóc nương tựa lẫn nhau cô ấy cũng tiếp tục quay trở lại công ty tôi làm công việc trước đây tất cả mọi người đều kêu gào họ nói những ngày không được ăn cơm do cô ấy nấu quả thực là cực khổ được mọi người chào đón hiền tươi cười rạng rỡ mọi buồn phiền như được xua đi chỉ là chưa được bao lâu không biết long làm cách nào mà biết được địa chỉ công ty tôi rồi tìm tới còn nhớ ngày ra tòa anh ta còn hùng hổ tuyên bố hiền không thể nào sống nổi nếu ly hôn còn nói rằng chờ cô ấy quay lại cầu xin anh ta cơ đấy. Anh ta tới trước của công ty, làm ầm ĩ, bị bảo vệ ngăn ở cửa, không cho vào. Long đứng đó, gào to tên của Hiền. Hiền ơi, mau bảo cái Hiền lăn ra đây. Nghe lễ tân gọi điện báo, Hiền và mọi người cùng chạy ra. Mới hơn một tháng không gặp, vậy mà tôi suýt thì không nhận ra Long nhìn mặt mày anh ta xám xịt lại. Trông xanh sao? Gầy gò đi nhiều. Khi đến gần, thậm chí còn nhìn thấy ở môi nổi lên một tầng da chết màu trắng, quầng mắt đen xì, như người vừa ốm dậy. Long muốn xông đến, mấy cậu thanh niên trẻ trong công ty đều tiến lên, đứng sau lưng hiền như vệ sĩ. Khuôn mặt dữ tợn của Long lập tức ỉu xìu. Anh ta ậm ừ hai ba tiếng rồi dặn ra một câu thôi được rồi đấy cô làm loạn cũng đủ rồi từ giờ tôi hứa sẽ không ngăn cản cô về nhà mẹ nữa cũng không đánh cô nữa mau theo tôi về nhà đi hiền liếc nhìn anh ta nhàn nhạt, nhạt nói chúng ta đã ly hôn rồi anh quên à không tính cô ở với tôi hơn hai mươi năm rồi cô là vợ của tôi chỉ một tờ giấy rách chẳng thay đổi được sự thật cô đã sống với tôi bao năm nay đâu mà tôi mở to mắt kinh ngạc vì độ mặt dày của người này hiền lười tranh luận cùng anh ta cô ấy thở dài anh đừng giờ cho trẻ con ở đây mau về đi lúc này long lại hạ giọng ra vẻ nhún nhường lại như bố thí cô theo tôi về đi Hàng tháng tôi sẽ đưa thêm tiền lương cho cô. Đưa cho cô hẳn một nửa, được chưa? Hiền khinh thường quay mặt đi, không thèm nhìn anh ta nữa. Tôi phì cười, lớn tiếng chế giễu. Anh cứ việc ôm mấy triệu bạc đấy của anh mà hưởng phúc đi. Bạn tôi không cần tiền của anh. Cô ấy cũng có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân. Lương của cô ấy giờ đã là 10 triệu một tháng vẻ mặt của long đặc sắc vô cùng hết xanh rồi trắng anh ta không thể tin việc hiền kiếm được nhiều tiền lương hơn khiến anh ta khó chịu cô ta không bằng cấp không có kinh nghiệm gì làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như thế chứ cô định lòe ai cơ chứ tất cả chúng tôi đều tỏ vẻ khinh bỉ nhìn tên đàn ông nông cạn trước mặt tôi yêu cầu bảo vệ đuổi anh ta ra ngoài long còn xô đẩy rằng co một hồi cuối cùng bị hai anh bảo vệ cao lớn túm cổ áo lôi ra ngoài anh ta tức giận hét lên với tôi Còn đĩ kia mày cứ chờ đó tao không để yên cho mày đâu tôi phớt lở những tiếng gào hét như heo bị chọc tiết của long kéo hiền đi vào thấy cô ấy thất thần tôi bóp chặt bàn tay cô ấy dặn dò mày đã nghĩ gì đấy như mất hồn ấy không có gì chỉ là nhìn thấy anh ta có vẻ thời gian này sống cũng không tốt tao nói nhé cấm mày không được mềm lòng đâu đấy quay về chắc chắn sẽ lại bị đánh anh ta có sống khổ sở thế nào cũng là đáng đời mấy ngày sau long lại tìm đến lần này thì tiến bộ hơn trước anh ta ôm theo một bó hoa đứng đợi bên ngoài cửa công ty vừa thấy Hiền đi ra thì vội xông tới. Chẳng biết vấp phải cái gì. Ngã khuỵu gối xuống, nhìn vào giống hệt tư thế đang quỳ. Lòng dơ bó hoa lên, lúng túng nói với Hiền. Hiền ơi, anh biết trước đây là anh không đúng. Anh đã biết lỗi rồi. Em tha thứ cho anh được không? Hiền trầm tư, nhưng không thèm nhìn anh ta. Tôi cố ý châm biếm không phải mấy ngày trước anh còn nói kế hiền không có anh thì không sống nổi sao đây là làm sao vậy sao tôi thấy người không sống nổi hình như là anh ấy nhỉ long phớt lờ câu châm chọc của tôi anh ta tiếp tục quỳ cầu xin hiền anh xin em hãy về với bố con anh đi em không về anh không có ngày nào được sống yên ổn hiền lên tiếng tâm vững như sắt nói tôi quay về đó thì tôi sẽ không có ngày nào được sống yên nhìn thấy sự quyết tâm và dứt khoát ở hiền long đứng dậy phủi quần áo vẻ mặt dần trở lên vặn vẹo nhiều người qua đường đã bị thu hút lại đây đang tụm lại xì xào bàn tán và chỉ cho thấy vậy tôi đã nhanh chóng lên tiếng trước bây giờ là thế nào đây có không giữ mất tiếc ghê hà anh long lúc bạn tôi yêu anh nhẫn nhịn phục vụ cả nhà anh thì chỉ nhận được khinh thường và đánh đập bây giờ nó tỉnh ra thì anh lại quay ra cầu xin hay là không có nó hầu hạ nên không sống được nữa hả anh cứ mạnh miệng khí phách như hôm ly hôn ấy ít ra tôi còn tôn trọng anh được vài phần dứt lời tôi kéo hiền lên xe của mình mặc kệ anh ta tôi nói với hiền đang suy nghĩ ở bên Mày biết vì sao tự dưng Lão Long lại quay ra ân cần với mày vậy không? Hiền lắc đầu mờ mịt. Tôi cười. Phổ cập thông tin cho Hiền biết. Tao đã cố tình nghe ngóng tình hình nhà chồng của mày đấy. À, phải là chồng cũ chứ nhỉ? Cô ấy cười nhẹ, vỗ tay tôi hờn dỗi. Mày cứ chiêu tao. Tao biết ngày xưa mình ngu rồi. Mày mau nói đi nhà đó thế nào? Nghe nói là ông bố chồng mày hàng ngày vẫn quen như khi có ô xin cao cấp là mày ý. Đòi hỏi đủ thứ. Ra oai. Phát lệnh như đúng rồi. Hết chê cơm nhão. Đến chê ăn mãi thịt luộc chán. Rồi đến kêu đau lưng. Đòi lão lòng đấm bóp. Ôi còn nhiều lắm. Nghe kể mà tao còn hoa hết cả mắt. Thế tao mới biết trước kia mày phải làm nhiều việc thế. Vậy mà mày cũng chịu được, tao phục mày sát đất rồi đấy." Thấy bảo, được một tuần thì lão Long không chịu được, cãi nhau với bố chồng mày. Thế cho nên, đừng có dạy gì mà mềm lòng nghe chưa." Hiền gật đầu, cười khổ. "Tao tỉnh ra thật rồi. Mày yên tâm. Từ ngày đi làm tao đã tìm lại được tự tin của mình rồi, mà tao cũng không thích trò gương vỡ lại lành đâu." tao thích kiểu phong thủy luân chuyển cơ luân chuyển đến chết mới thôi uầy bạn mình giờ còn biết nói ngụ ngôn nữa rồi cơ đấy không uổng công tao nhất quyết kéo mày quay lại hòa nhập xã hội thế này mới là hiền mà tao biết này mạnh mẽ tự tin tao đâu có được như mày nói đâu chẳng qua tao đã hiểu ra dựa vào đâu mà anh ta chỉ cần đỏ hoe mắt nói một câu xin lỗi thì tao phải tha thứ cho anh ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra chứ cô ấy vừa nói vừa rơi nước mắt khiến tôi không cười được nữa tôi vươn bàn tay sang khẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc của hiền tao không sao mày không cần lo tao không yếu đuối vậy đâu tao chỉ là đang hận bản thân mình tỉnh ra quá muộn mẹ tao đã không còn nữa là tại tao nhu nhược nên bà mới tức quá đến mức đổ bệnh cũng là do anh ta mà mẹ tao mới xúc động đến mức mãi mãi không tỉnh lại được dù có nói gì tao cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta tôi nghe hiền nói mà cũng thấy bùi ngùi mắt mở hơi nước nhưng có sự dứt khoát của hiền tôi đã thấy an tâm phần nào tôi thực sự sợ cô ấy dễ dàng mùi lòng trước những trò khổ nhục kế của tay long lại qua mấy ngày yên ổn trưa nay bảo vệ lại gọi điện lên văn phòng báo có người tìm hiền cứ nghĩ là lão long lại tìm đến nên tôi không nói gì với cô ấy mà tự mình xuống đến nơi tôi hơi bất ngờ vì người tới không phải là long mà là an con trai hiền thằng bé thấy người đến là tôi nó ngó ra sau tìm kiếm khi không thấy ai thì lập tức cau có mặt mày lại cái tính cách thật sự giống thằng bố của nó tôi hơi mất kiên nhẫn đừng tìm nữa mẹ cháu không xuống đâu có gì cứ nói với cô là được tại sao bà ấy lại không xuống ạ à? cô là gì mà đòi thay mặt mẹ cháu nghe cái giọng đã thấy khó chịu tôi bực mình lạnh nhạt nói với nó sao nào có nói không không nói thì cô đi vào đây cháu cũng đừng mong gặp được mẹ cháu đang trong giờ làm không phải muốn gặp là gặp được đâu thấy thái độ cứng rắn của tôi nó mới xuống nước dịu giọng lại cháu muốn hỏi mẹ cháu khi nào thì về nhà bố cháu cũng đã biết lỗi rồi cũng đã xin lỗi bà ấy nhiều lần rồi đã cho mẹ cháu đủ thể diện rồi còn gì bà ấy còn muốn thế nào nữa tôi nghe nó nói mà thực sự tức đến bật cười cháu nghĩ mẹ cháu ly hôn với bố cháu chỉ vì vấn đề thể diện thôi hả an không nghĩ ngợi gì mà nói luôn chứ còn vì sao nữa ạ à? mà cô nói xem có ai như mẹ cháu không nói ly hôn là ly hôn bỏ mặc cả nhà cháu bà ấy không nghĩ đến bố con cháu sẽ sống thế nào rồi cháu phải làm sao cảm giác của cháu sẽ ra làm sao thật là ích kỷ mà cô cho cháu gặp mẹ cháu muốn hỏi cho rõ ràng xem bà ấy còn muốn thế nào nữa thằng bé còn nói nhiều lắm nó kể ra những ngày qua ông nội và bố nó ngày nào cũng vì những việc lặt vặt trong nhà không ai làm mà cãi nhau bố nó còn cãi lại ông nội nó bị ông nó dùng gậy đánh bố nó đánh lại ông bị bác tú của nó đánh cho lan lê bò càng ra nhà. Không ngóc dậy được. Từ hôm đó, bác trai nó cũng dọn vào nhà nó ở luôn. Việc nhà từ phục vụ một mình ông nội nó thành phải hầu thêm một ông bác chỉ biết ăn mà không biết làm gì cả. Thằng bé tức giận, kể lể nỗi khổ của bố con nó những ngày qua. Nghe thật là thê thảm, nhưng tiếc là chẳng thể đổi lấy nửa phần thương xót của tôi. An ơi! cháu và bố của cháu mới phải làm những công việc đó chịu đựng ông nội cháu có hơn một tháng đã không chịu nổi vậy mẹ của cháu thì sao mẹ cháu đã bị đánh hơn hai mươi năm rồi năm nay cô ấy bốn mươi tuổi cũng nên được hưởng chút ngày tháng tốt đẹp chứ hay là cháu còn muốn mẹ mình tiếp tục sống những ngày tháng bị đánh đập ba bữa một ngày như lúc trước và sống như vậy cho đến hết đời hôm nay cháu đến đây là để hỏi tội mẹ cháu ư cháu lấy tư cách gì để làm việc đó là mẹ cháu sinh ra đã xứng đáng bị đối xử tệ bạc hay vì cô ấy tội ác tài trời nên đáng bị đánh cô đã từng nói với cháu một câu trên đời này dù ai có mắng chửi hay trách móc mẹ cháu đi chăng nữa thì chỉ có cháu là không có tư cách làm việc đó năm đó nếu là người khác đã sẵn sàng xóa bỏ cái thai để bảo vệ tương lai tươi sáng phía trước của mình nếu không có cháu dù mẹ cháu không đi học đại học cũng có rất nhiều cơ hội khác chứ không phải làm bà nội trợ toàn thời gian bỏ công bỏ sức mà chẳng có ai thương xót như thế này cháu hiểu không an ngồi đối diện im lặng cúi gằm mặt không còn vẻ hống hách như lúc mới đến sau cùng nó đứng dậy, không nói gì mà lặng lặng rời đi. Nhìn bóng lưng hơi còng xuống của thằng bé. Có lẽ, những lời tôi nói đã đọng lại chút gì đó. Sẽ không phải là vô ích. Phía sau tôi truyền đến tiếng cười. Quay đầu lại, thì nhìn thấy Hiền đang bê trên tay hộp bánh kem nhỏ vừa được cô bé kế toán tặng. Trên mặt là nụ cười hạnh phúc. Một nhóm người trẻ tuổi, vây quanh cô ấy khen ngợi món ăn mới làm ngày hôm nay hiền mới vừa được hưởng những ngày tháng tốt đẹp tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai kéo cô ấy trở lại vũng bùn một lần nữa lòng vẫn chưa từ bỏ anh ta bắt đầu đeo bám hiền dở đủ trò để dỗ dành cô ấy dù vậy hiền cũng không lần nào cho anh ta sắc mặt tốt giả say nói lời ngon tiếng ngọt cũng vậy khổ nhục kế cũng thế hiền đều coi anh ta như một tên hề dù sao thì những tổn thương mà long mang lại cho hiền là sự thật dù vết thương đã lành những vết sẹo thì không bao giờ biến mất tôi còn không ngừng kể cho cô ấy nghe những thông tin mà tôi thu được từ nhà đó ông lão bố chồng hiền đưa toàn bộ lương hưu cho anh trai long tiêu xài bắt bố con long nuôi dưỡng phục vụ ở nhà còn suốt ngày xét nét chửi bới cáu gắt, khiến cả nhà lúc nào cũng ầm ĩ không yên. Đến hàng xóm còn không chịu được, phải báo lên chính quyền địa phương. Tên chồng cũ của Hiền cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì. Sau khi thấy làm mọi cách mà Hiền không hồi tâm chuyển ý, hắn quay ra bắt đầu tung tin đồn về cô ấy. Nói Hiền đi ngoại tình, bỏ rơi chồng con, khiến làng trên, xóm dưới đều đồn ầm lên những lời đồn đó đến tai hiền cô ấy buồn buồn hỏi tôi tao đến tuổi này rồi còn ly hôn có phải là rất mất mặt không tôi lập tức bật lại sao mày lại nghĩ như vậy vì những lời đồn kia cô ấy gật đầu không phủ nhận tôi nắm tay kéo hiền nhìn thẳng vào mình cuộc sống là của mày sống không phải những người đó sống mày thấy như bây giờ tốt hơn hay như trước kia tốt hơn hiền trả lời dứt khoát đương nhiên như bây giờ tốt hơn thế lúc mày bị đánh bị chửi những người đó có đứng ra nói giúp ngăn cản hay bênh vực mày không hiền lắc đầu việc đó không liên quan đến họ mọi người đều sợ phiền phức không ai đứng ra đâu đúng rồi Thế thì cuộc sống của mày liên quan quái gì đến họ mà mày phải bận tâm miệng họ nói cái gì?" Hiền cười tươi hẳn lên, hoàn toàn đã được đả thông. "Tôi nảy ra một ý tưởng, bàn với Hiền, giúp cô ấy thuê một địa điểm ở gần công ty chúng tôi, mở quán ăn riêng để cho Hiền tự làm chủ, coi như có chỗ để dựa vào. Quả như người ta nói, rượu ngon không sợ hẻm sâu." nhờ tài nấu nướng của mình quán của hiền rất đông khách cuộc sống của cô ấy ngày càng tốt hơn quán ăn sạch sẽ lại đều đặn ra món mới lượng khách hàng ngày càng đông xếp hàng nườm nượp chờ mua quán nhỏ còn được một tài khoản facebook nổi tiếng muốn phỏng vấn và giới thiệu giúp cuộc phỏng vấn được hẹn vào buổi tối sau khi quán đóng cửa sau vài lời chào hỏi Người phỏng vấn hỏi lý do mở quán ở tuổi này. Hiền đối mặt với người phỏng vấn, từ từ mở lời. Tôi quyết định ly hôn khi tôi ngoài 40 tuổi, trong tay cũng chẳng có gì. Quán nhỏ này là nhờ bạn thân của tôi cho mượn vốn. Vì tôi rất thích nấu ăn và như mọi người nói tôi nấu ăn khá ngon, nên tôi làm thôi. Khi đến đây, tôi có nghe được vài lời đồn về chị, không biết Chị có thể chia sẻ về lý do chị chọn ly hôn và lập nghiệp ở tuổi này không ạ." À? Tôi cho Hiền một ánh mắt trấn an, cô ấy gật đầu, mỉm cười, kệ trước ống kính. "Tôi lấy chồng từ năm 18 tuổi, hơn 20 năm chỉ quanh quẩn bên chồng con, ngay cả uống nước cũng bị chê bai, một mình làm hết việc nhà, từ sáng sớm cho tới đêm muộn." chỉ tiêu thêm một đồng cũng bị mắng là tiêu hoang, ăn thêm một miếng cơm cũng bị chửi là tham ăn. Những năm tháng ấy, tôi không hề thấy hạnh phúc. Mỗi khi làm bất cứ việc gì, tôi cũng phải suy nghĩ trước làm việc này, nói câu này có bị mắng không. Bố chồng và cả chồng tôi đều rất hay trách móc tôi. Dù bất cứ việc gì họ cũng có thể tìm được lý do để trách mắng tôi. Lâu dần họ khiến tôi cảm thấy mình là một người thật vô dụng chẳng làm được việc gì ra hồn tôi đã rất đau khổ tôi cảm thấy mình chẳng có giá trị gì đến con trai cũng coi thường tôi tôi là người thừa trên thế gian này tôi sống như một nô lệ không công có thể tùy ý cho họ đánh đập phát tiết cảm xúc tôi đã từng đọc được một câu nói rất đúng hôn nhân chính là để đàn ông có một người nô lệ hợp pháp Cuộc sống của tôi trong 22 năm kết hôn chính là như vậy. Ngày ly hôn, tôi cảm thấy mình được tự do. Tôi cũng có thể viết tiếp cuộc đời của mình, được sống, được làm những gì mình thích mà chẳng vì ai cả. Người phỏng vấn nhẹ nhàng hỏi, "Vậy cuộc sống của chị sau khi ly hôn có gì thay đổi ạ?" À? Hiền cười rạng rỡ, "Thay đổi quá nhiều ấy chứ." trước đây tôi nấu ăn hầu hạ cả nhà nhưng vẫn bị bắt lỗi chê bai đủ kiểu rõ ràng là anh ta cố tình hạ thấp tôi bây giờ tôi nấu ăn được mọi người hoan nghênh lắm ngày nào cũng tới mua ủng hộ còn khen tôi nấu ăn ngon cảm giác của tôi là rất vui và hạnh phúc em đã ăn thử món ăn chị nấu rồi quả thực là rất ngon nói cách khác bây giờ chị nấu ăn không chỉ là để kiếm tiền mà còn được khẳng định và tôn trọng đúng không đúng đúng cô gái nói hay quá trước đây tôi thấy mình chẳng đáng một xu việc này làm không tốt việc kia cũng làm không xong nhưng bây giờ tôi tự kinh doanh còn tự xem video học thêm nhiều món mới mọi người đều vui vẻ khi ăn đồ ăn của tôi tôi thấy mình có thể làm được nhiều thứ tôi không vô dụng Cuộc phỏng vấn diễn ra hơn một tiếng đồng hồ. Hiền đã chút hết những ấm ức của mình. Sau khi đăng lên, video đã nhanh chóng nổi tiếng. Cũng có những người mắng cô ấy không có trách nhiệm, bỏ chồng bỏ con. Nhưng phần lớn mọi người đều thông cảm cho cô ấy. Sau bao năm tháng đắng cay, cuối cùng đã được sống cho chính mình. Nhờ độ hot của video phỏng vấn, quán ăn của Hiền ngày càng đông khách cô ấy đã đủ tiền trả hết vốn cho tôi còn mua được một cửa hàng của riêng mình còn cuộc sống của long thì ngày càng tồi tệ lương của anh ta chẳng đủ để chi trả cho nhu cầu của bố đẻ và anh trai hút máu nhiều lần anh ta muốn đuổi hai người đó ra khỏi nhà nhưng không thành vì lần nào ông già cũng lăn đùng ra kêu gào mắng anh ta bất hiếu rồi còn tìm tới tận công ty anh ta làm loạn tố cáo anh ta không chăm sóc ông ấy. Vì sợ mất việc, nên lần nào Long cũng phải nhún nhường chịu thua cho qua chuyện. Nói chung cuộc sống của anh ta bây giờ như nước sôi lửa bỏng. Những điều ấy đã chẳng còn liên quan gì tới Hiền nữa. Cô ấy cũng chẳng quan tâm tới Long. Ngày sinh nhật 41 tuổi, Hiền là một bản ăn lớn. Mời tôi và các chị em trong công ty tới ăn mừng. Cô ấy cầm ly rượu, dưng dưng nước mắt cảm ơn mọi người trước đây sinh nhật tôi chẳng được ai nhớ tới ngày này đều bận rộn ở trong bếp để chuẩn bị đồ ăn thức uống cho mọi người mà chẳng được ai coi trọng hôm nay tôi có được ngày này đều là nhờ có mọi người đã giúp tôi nhận ra giá trị của mình cảm ơn tất cả mọi người an chẳng biết tới từ bao giờ nó ôm một hộp quà rụt rè bước đến trong miệng lý nhí nói chúc mừng sinh nhật mẹ con cũng xin lỗi mẹ trước đây là con không đúng con vẫn luôn lờ đi những hy sinh cực khổ của mẹ mà hùa theo bố bắt nạt mẹ con xấu hổ vô cùng con chỉ muốn xin mẹ tha thứ cho con thằng bé đứng đó nước mắt chảy dài trên má hiền ôm lấy an vỗ nhẹ vào lưng của nó dù có thế nào thì con mãi là con của mẹ sống đến giờ mẹ cũng đã hiểu ra một điều sống vì chính mình là chính mình không bao giờ là muộn mẹ cũng muốn tặng cho con câu nói đó hãy sống sao cho không thẹn với lòng là được mượn câu nói ấy mỗi chúng ta đều có quyền được hạnh phúc hãy sống vì chính mình dù là lúc nào cũng không bao giờ là muộn. Bạn đang nghe chương trình kể chuyện đời thực. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa và 8 giờ tối hàng ngày trên kênh YouTube Chuyện xóm cụt.